Con giới thiệu cho mọi người biết đi là con đến từ đâu, quê con ở đâu. Con xin giới thiệu với tất cả mọi người là con tên là Nguyễn Văn Vào Cương và con năm nay 12 tuổi, con đến từ Nghệ An. Ôi trời ơi. Trời ơi. Vậy mà hát giọng Nam Bộ hay vậy quá. Là cô chú tưởng đâu con miền Tây. Đây là một cậu bé đến từ Nghệ An. Cương có thể chia sẻ cho mọi người biết là Cương đến với cái cuộc thi này như thế nào? Con đến với cuộc thi này bằng con xem trên TV và con từ làm đơn con gửi đến công ty Sen Vàng. Yeah. Và hiện bây giờ con đang trọng với ba. Ba mẹ con đâu? Sương long lanh rẫy nương xanh, con trốn quanh lưng đồi thanh thanh, hoa ê ban lỡ trắng lưng nương, cái nắng xôn xao. Con đam mê ca hát từ năm lớp 1, con thường hát ở ngoài đồng, ở trường, ở hội trường xóm và ở tất cả mọi nơi mà con đứng. Bố mẹ của Bảo Cương á, vay tiền ngân hàng nhiều. Bây giờ là làm ăn thất bại, giờ phải vào Bình Dương làm thuê, làm công nhân kiếm tiền về để mà trả nợ. Một mình ba ở nhà là chăm sóc ba đứa cháu, vất vả. Thử thì làm đồng, thử thì nuôi cháu. Ba cũng hay bệnh nhưng mà cháu nó nhờ được là mấy đứa cháu nó ngoan. Tôi vào đấy thì làm tài xế chạy xe. Công việc thì cũng tương đối khó khăn, nhiều lúc có thể là đi quá đêm, sáng ngày sau hôm sau mới về được. Vừa tối thì vào đây thì cũng đang làm khu chế xuất tính trung 1. Bây giờ thì cuộc sống nó thiếu thốn đủ bề. Mục tiêu vào thì để kiếm một số tiền để trang trải nợ nần về lo cho con ăn học. Vài ba hôm mình tiền về con này, thỉnh thoảng mở hình con ra xem này, xem những bài hát ở quê này, nó hát trong nó gửi vào cho bố mẹ này. Chỉ có vài đến nhiều lúc làm cả một năm tận tuổi thì muốn về quê để sum họp với gia đình. Nếu như thu nhập mà nợ nần trả được với vợ có chút đỉnh thì hai vợ chồng mới về được. Do niềm đam mê của con nên con quyết định đi thi tuyệt đỉnh song ca nhị. Nếu được giải con sẽ trả bớt nợ cho ông ba và bố mẹ. Chú Bạch bất ngờ khi biết cái chí làm trai của con. Con có tính độc lập, quyết định và nhờ bằng mọi cách để thực hiện được mơ ước của mình. Các bạn khác có những người thân hỗ trợ được mọi thứ thì con quyết tâm, độc lập, chiến đấu như thế. Và tinh thần đó cần cho những chiến binh trong những chương trình dự thi như thế này. Cái cô thích ở con á là đem lại cho tất cả mọi người sự bất ngờ. Tự nhiên nguyên một cậu bé Nghệ An hát một bài hát dân ca Nam Bộ ngọt ơi là ngọt. Rồi xong khi con cất giọng lên mọi người mới hết hồn. Thì cô thích mấy cái sự hết hồn đó, hợp với cô. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ gương mặt tiếp theo. Trên con sông ít tuổi em
mặt trời tưởng tượng lặn dài rồi đi lưng thoáng trạng hoạn muốn bọc của giọt đi tiếng kêu xa gớm ghềnh kiếm đoạn trướng tất tà tất tưởi bước đi phong dừa ngại ngần đi cái gì chỉ nợ nần đi thế gian gì xanh nước lý thời nước bia con trăng vẫn tròn em vẫn gió nè à ôi à, à, à say vẫn còn quay quay em sẽ giấc mơ say tình say người em thương say người em yêu đêm vui non nà thời nước bia con trăng vẫn tròn em vẫn gió nè à ôi à à ê say vẫn còn quay quay em say giấc mơ say say người em thương say người em yêu đêm phơi non ca khúc Son với phần thể hiện của một thí sinh bé nhỏ của chúng ta nhưng mà giọng hát thì đầy nội lực. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì? Dạ con chào tám vị sáu vị ban giám khảo. Con tên là Nguyễn Đức Vĩnh. Nãy giờ Nguyên Khang thấy là minh họa nhiều nhất, nào là có vũ trống rồi cầm quạt rồi có những cái biểu diễn phụ họa, đó là cặp đôi Bạch Gia Trang. Dạ xin mời chia sẻ. Quê con ở đâu? Quê con ở Bắc Ninh ạ. Ôi ôi, quê hương quan họ. Con thử con hát một câu quan họ thử coi. Ơi mang là mang con sao là tung phải tính là tính tình tình ô tình tình ta nghĩ. Sao sang sông tình bằng ai mang con sao sang sông ý. Bằng ai mang con sáo sang sông ý. Con ơi, quả đúng là như vậy. Chú đã từng tới Bắc Ninh trong một cái chương trình rất là đặc biệt. Và chú đã nghe các làng anh, làng chị nhiều thế hệ lớn tuổi rồi truyền cho thành những nhóm nhạc rất là hay. Chú nghĩ con sống trong cái lòng của Bắc Ninh, con đã ngắm âm nhạc từ khi chưa ra đời nữa kia. Vì cho nên tất cả những điều đó nó làm thành một cái rất là tự nhiên, mà nếu như con xin ở vùng quê khác làm sao con có thể làm được như thế này. Con ơi, cái sự đa dạng của con á, cái trữ lượng con rất là lớn. Vấn đề là cái tim của con nghiêng về bên phải hay bên trái là cứ chờ quyết định. Hợp luôn áo với cô luôn mà, hay ghê. Trời ơi, đại gia đình hợp dữ vậy. Đồng cảm ghê luôn á. Thì cô chỉ muốn nhắc cho con thêm, có thể là con không có biết, dân gian đương đại là chất của cô. Cô với chú đã lên trên đây có nghĩa là cô chú rất là muốn con về đội của cô chú ha. Thì nói chung sáng giờ cô bán hơi ế. Trời ơi, cô giỡn cho vui vậy thôi, để con
đừng mà có căng thẳng. Cô Trang tưởng đâu một bé gái thì hả, thì màu cái mở ra, ô anh Bạch ơi, con trai. Trời ơi, nó rất là độc, rất là độc. Độc và lạ là cô đó. Thiệt sự con hát rất là hay. Cái đó là không có bàn cãi rồi, con hát khá là điêu luyện luôn. Thì chú có một bạn ở trong đội của mình tên là Quỳnh Anh, cái vóc dáng cũng cỡ bằng con, giọng hát cũng đương đại như con. Và bây giờ bạn ấy chỉ lẻ loi một mình ở trong đội của chú thôi. Cho nên bây giờ nếu như mà con vào đội của chú và cô Thu Trang thì chắc chắn con sẽ có một người song ca với con thật là ăn ý. Con nghĩ sao? Xin cảm ơn ca sĩ Như Triều Vũ. Nghệ sĩ Thu Trang có chia sẻ gì không ạ? Như trên. Như trên. Dễ thương nha. Cô xác định thêm một lần nữa để cho tụi con đừng có hoang mang. Có nghĩa tụi là chương nào? Trình là tuyệt đỉnh song ca nhí, nhưng vẫn có giải thưởng dành cho đơn ca xuất sắc. Con hiểu không? Cho nên tụi con vẫn có cơ hội phát triển tốt nhất có thể. Đó, cái đó mới là cái quan trọng nha con. Bây giờ sẽ là quyết định của Vĩnh sẽ thuộc về vị huấn luyện viên nào? Xin mời. Con phải tự quyết định nha. Là quyết định đúng. Vũ Trang, Vũ Trang, Vũ Trang. Cái ánh mắt bé hướng về. Chú Vũ Trang. Con tên là Mai Minh Thiện. Năm nay con 12 tuổi, quê con ở tỉnh Tiền Giang, con sống với mẹ. Con lớn lên cùng với những khúc dân ca, câu hò, điệu lý ngọt ngào. Những nốt nhạc trầm bổng của mẹ đã nuôi dưỡng ước mơ con. Giờ đây, con có thể cùng mẹ hát những bài hát ngọt ngào. Nơi nào có khán giả, nơi ấy chính là sân khấu tuyệt vời của con và mẹ. Ước mơ của con được mẹ vun đắp từng ngày, mẹ vất vả ngược xuôi để con được học hành lên người và có thể thực hiện được ước mơ lớn nhất trong cuộc đời con. Mẹ ơi, âm nhạc cũng giống như ước mơ trong con, sẽ không bao giờ dừng lại. Mẹ bảo, đời mẹ chưa từng được bước trên sân khấu lớn, thì hôm nay con sẽ thay mẹ thực hiện ước mơ ấy, mẹ nha. Rồi.
Dạ con trai em. Xong rồi. Con trai em, con trai em. Tôi hung rồi. Gì? Rồi đi vú. Trời ơi, hung trên đầu, trên tóc nó làm gì? Chú hung nha má. Chết nhỏ thiệt tình. Con ơi con. Gì cô Trang? Cô Trang muốn hung hả? Em đi á. Anh đi hả? Con có cái mặt giống Y Trang em đi luôn nè. Y Trang em đi luôn mà. Có hai con mắt, có cái mũi, có cái miệng. Trời giống ơi, con. Đừng thả cháu nó ra. Rồi em giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì, đến từ đâu? Dạ con tên Mai Minh Thiện. Năm nay con 12 tuổi. Con đến từ Tân Phước, Tiền Giang. À, em có biết hát ca cổ không? Ở Tiền Giang á. Dạ biết. Vậy thì thử bài ca cổ cho mọi người nghe cái chơi ha. Nghe. Con trở về để thăm ngắm người đã tan 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 diện bóng ngoài yêu đã dính diễn xa rồi. Wow. Hay quá. Con nhờ cô Thu Trang hát một câu giọng cổ đáp lại đi con nha. Mời cô Trang. Cô Trang quán quân một cuộc thi về cải lương đó con à. Dạ em thưa mấy anh mấy chị, em cũng phải hát một câu để phục vụ quý vị khán giả ở đây cũng như mấy anh mấy chị, để cho mấy anh chị vui lòng. Mấy anh chị chặt chém em quá mà đúng không? Bây giờ em không không anh à. Có làm MC chỗ anh Nghĩa bữa gặp em biết. Dạ mà. Dạ ừ, em biết yeah. Mà em hát hay anh biết em mà. Không em hát được. Không phải anh Bạch ơi, anh Bạch lịch sự quá khi nói Trang hát được. Nó phải nói là Trang hát đọc. Dạ em hát câu Lan và Điệp nha. Dạ. Trời. Cô Trang quán quân một cuộc thi về cải lương đó con à. Anh có làm MC bữa gặp em biết. Dạ dạ ơi. Em biết mà em hát hay. Em cũng phải hát một câu để phục vụ quý vị khán giả ở đây. Thu Trang, 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 Thu Trang. Điệp ơi mang lên chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ. Anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mơ. Lấy hơi, lấy hơi. Hát con... vô dao đâm vô tim nghe nè, để nghe cháu nó nói nè. Con thấy cô Trang hát thế nào, con cứ nói thật lòng. Dạ cô Trang hát hay. Con ơi con thật là một chàng trai khéo nói. Chú nói thật lòng với con, khi chú nghe cô Thu Trang hát cải lương, chú có cảm giác chú được giảm cân. Cô Trang hát tới đâu chú xúc mỡ tới đó. Trang phải hỏi Khang, Khang khách quan. Tôi hỏi làm gì cho mấy người mần nhục tôi nữa à? Trang phải tin Khang, Trang hỏi đi. Xin lỗi mấy người, bản thân tôi còn không tin, tôi mắc mới rồi phải tin mấy người. nằm mơ đi. Yeah. Rồi, được. Bây giờ con cái thiện, con sẽ nghe một cái lằn xanh thứ hai có đại diện chú Đại Nghĩa sẽ hát chèo để tặng cho con nha. Trời ơi anh ơi, em không có biết hát chèo. Anh chèo cho anh coi đi. À, em chèo xuồng thì được. Thôi bây giờ như thế này nè, bên kia có con câu cải lương, bên đây quất thêm câu cải lương nữa cho bé nó coi coi bên nào được. Con muốn nghe cô Cẩm Ly hát. Thấy không? Chết rồi. Cô Ly ơi. Rồi đó, cái độ nghiêng về bên phía bên này có vẻ nhiều hơn rồi. Vâng. Rồi lá vàng đó, cậu lá vàng đó. Kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi sầu xưa chồng chất giữa tim sâu. Rồi xong. Con nghe nè, là một dòng lệ ngang ngào. Chiếc lá vàng rơi như con đò nhỏ. Chương trình gì vậy? Chương trình gì vậy mọi người? Bên hẹn xa đây là chương trình không cổ đâu Nghĩa. Ai biết đâu kêu hát à? Dù cho cánh bướm phai màu, tình lãng và điệp trọn đời không phai. Xin lỗi. Con ơi cô đang thiếu một giọng hát cải lương. Hồi nãy cô quên bấm. Theo cô thì cô thấy như thế này, đội cô rất là cần một bạn hát cải lương. Nhưng mà cái lỗi của cô chú là hồi nãy quên bấm con, lo coi quá xong cái. Trời dễ sợ. Xong cái thấy hai đội xanh lè này cái mình thấy mình quên bấm. Nhỏ đâu thở được đâu nãy giờ kẹp cổ. Nhưng mà con
cũng đừng quá thích cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch mà con đổi ý. Không sao hết. Chị Đoan Trang giống như là chị đang bị ảo trời. Nếu mà có thì chị nói em lấy thuốc chị uống. Đúng là hồi nãy cô quên uống thuốc. Vậy cô về cô uống đi cô. Cô về cô uống đi. Cái này quý vị, quý vị. Giống như tự nhiên á. Tự nhiên bây giờ tự nhiên tôi nhào lên tôi nói chứ. Dạ cảm ơn cả thế giới đã yêu mến tôi gì đó. Có ai nói thế nào đâu. Nhưng có một chữ nhân. Theo cô thấy, nếu như mà con thích cải lương thì cô nghĩ mặc dù chú Đại Nghĩa đang không có tốt với cô nhưng mà cô thấy là con nên về rồi cô Vũ Trang. Nghe ghê không? Bà nghĩ sao bà chưa quan miếng mà bà cười trước. Không, tại vì cô không phải là những diễn viên diễn hài. Cho nên cô đừng có diễn, cô đi về đi. Không, nãy giờ là giỡn thôi. Chứ theo theo cái khách quan của cô á, thì cô thấy là chú Đại Nghĩa với cô Cẩm Ly có thể giúp cho con hơn. Rồi, anh cho nên nó là em ơi, thuốc anh để sẵn. Cay hết mặt ơi. Nãy giờ là mọi người ai cũng nói hết, nhưng mà chú Vũ chưa nói. Thiệt sự là lúc đầu chú không định chọn con là tại vì con hát còn yếu lắm ở cái phần đầu, nhưng mà ngay cái phần mà con hát giọng cổ mà thì nó có cái độ sáng ở trong cái giọng của con, và chú có một bé gái bằng cỡ con, dễ thương như con, hát hay như con. Về dòng nhạc này nếu như hai đứa mà kết hợp với nhau thì chú nghĩ đó là sẽ là một cặp song ca hoàn hảo. Nhất con ơi, thật ra con nên về độ cô Trang và Lưu Vũ, tại vì sở trường cô Trang là cải lương. Cô Trang hát cải lương rất hay, tại vì cô Trang là diễn viên hài cho nên cô Trang làm bộ hát dở để cho mọi người cười thôi. Chứ thiệt ra cô Trang hát cũng dở vậy đó con. Bà nha, cô Trang hát bà nha, tôi đang nói nghiêm túc để cho cháu nó thuyết phục. Ở gia đình sao con, con có coi cái Tuyệt Đỉnh Song Ca Người Lớn không? Con biết cái đội mà thắng Tuyệt Đỉnh Song Ca Người Lớn là ai để cười rồi? Đó là đội của chú. Nếu như con về đội của chú sẽ cho con gặp chú Hoài Linh nữa. Trời, làm như một mình chú Vũ biết chú Hoài Linh vậy đó à. Nhưng mà người ta là em ruột. Ngoài chú Hoài Linh ra con còn gặp được chú Đàm Vĩnh Hưng nữa nè. Còn cô Hương Lan sẽ giúp con để bảo vệ con nữa. Trời ơi con, bên đây nhà chú cũng có chú Hoài Linh cũng được nha. Chú Linh Quang Lê nữa, chú Quang Lê là bạn rất thân của chú. Chú sẽ mời tới đây huấn luyện cho con luôn. Chú đang trường nữa nha con. Chú đang trường nè, cô Minh Tuyết, cô Hà Phương nè. Cô chú cũng có đại người cả Cẩm Ly nữa. Chú nè, chú thân với má Ngọc Giàu, má Hồng Nga nữa. Má ơi, cô Trang thân với lại chú Đại Nghĩa nữa. Cho nên cô Trang có thể nhờ chú Đại Nghĩa luôn. Chương trình Lấy Sao Đè Người. Bé hình như có vẻ có cảm tình với chị Ly. Chị nói một cái đi là con nó về với mình liền. À, con có một chất giọng cũng hát là ngọt ngào. Tuy nhiên có lẽ mình chưa có chỉnh chu cho lắm. Khi ở những cái đoạn thấp con hát còn mờ lắm, không có nghe rõ. Nhưng mà con hát tốt được nhiều cái nhiều dạng, cho nên là cô chú rất là mong con về đây để cô chú có thể cái rèn luyện con thêm. À con, chú hả? Chú với cô Lệ Quyên được mệnh danh là cặp song ca mắt khí rồi, con nhớ cái điều đó đi. Ủa liên quan gì? Liên quan gì? Nếu như mà con về đội của chú sẽ mời cô Lệ Quyên tới huấn luyện con luôn. Con hát cải lương mà. Ủa cô Lệ Quyên hát được không? Mời cô Lệ Thủy đi thì được. Quyết định của em sẽ chọn về đội của gia đình nào? 1. Ca sĩ Dương Triệu Vũ, nghệ sĩ Thu Trang. 2. Ca sĩ Cẩm Ly, nghệ sĩ Đại Nghĩa. Quê em ở Cần Thơ, nơi có con sông Hậu Giang mênh mông. Con sông lớn hiện như trẻ thơ, quanh năm cây trái ngát xanh đôi bờ. Hello Bảo Ngọc. Em chào chị. Em đang làm gì vậy? Em đang hát. Quê chị đâu? Quê chị ở Cần Thơ. Ủa, quê chị cùng quê với em nè. Vậy hả? Vậy là chị đã chuẩn bị tinh thần của mình rồi đúng không? Hơi run run một chút. Bây giờ em chỉ cho chị cách hết rung nha. Đầu tiên là mình hít sâu vô, thở nhẹ ra. Hít sâu vô, thở nhẹ ra thì mình cũng đỡ rung thôi chứ. Cái này là chưa chắc hẳn rung đâu. Em chúc chị thi tốt nha. Cảm ơn em nha. Bây giờ về nha. 1, 2, 3. Yeah. Bye bye chị. Bye bye Bảo Ngọc. Chúc chị thi tốt nha. Thank you.
Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì và đến từ đâu? Dạ, em tên là Doãn Ngọc Tường Vi, em đến từ Cần Thơ. À, đến từ Cần Thơ, gạo trắng nước trong đúng không ạ? Xin mời Dương Trường Vũ. Giọng của Tường Vi có một cái chất riêng rất là đặc biệt. Nhưng mà có thể hôm nay vì áp lực hay là cái gì đó, cái cao độ của con mà lúc con hát á, nó chưa có được chuẩn cho lắm. Nhưng mà chú tin chắc là nếu như con tiếp tục về con rèn luyện thì cái giọng con sẽ càng tốt hơn nữa. Tại vì con có một cái chất rất là riêng, và cái đó là một cái điều mà chỉ có ông trời cho mình được thôi. Con cố lên con nhé. Cảm ơn chú. Cảm ơn Tường Vi rất nhiều. Hãy quay trở về luyện tập nhiều hơn nữa. Và anh tin chắc là sự quay trở lại của em sẽ ngày càng tiến bộ hơn ha. Và cô hứa với anh là em sẽ luôn giữ vững đam mê. Cảm ơn em. Chào em. Em giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì? Em tên là Lại Ngọc Mỹ Hoa. Tức là Hoa đẹp. Thế Hoa đến từ đâu? Em đến từ Hà Nội ạ. Thế em có biết sự khác biệt giữa Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh có điều gì đặc biệt không? Thì Hà Nội thì có mùa lạnh, còn thành phố Hồ Chí Minh chỉ mùa nóng với cả mùa mưa thôi. Đúng rồi. Hà Nội có 4 mùa và thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 2 mùa. Hà Nội thì có trà chanh chém gió, còn Sài Gòn thì có trà đá, đúng không? Cái khác biệt nữa là Hà Nội thì cuộc sống thì có vẻ hơi chậm hơn một chút, còn thành phố Hồ Chí Minh thì mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh. Em có cảm thấy điều đó không? Nhanh sôi nổi hơn ạ. Ở đây có 3 cặp huấn luyện viên thì em thích về đội của huấn luyện viên nào? Nếu mà được chọn thì em sẽ vào đội huấn luyện viên Dương Triệu Vũ ạ. Thế thì anh chúc cho em may mắn nha. Cho tôi xin một ly trà đá, không có đời tôi hay về qua. Cho tôi quên tạm những vội vã, nghe ngắm chuyện đời vui buồn. Cho tôi ly trà chanh và nhiều đá, giống như tụng năm tụng ba. Mong hôm nay đường không một qua, coi cùng tôi trà đá vỉa hè. Mấy chiếc ghế thơ về ly trà, ai bảo là không sang. Nghe anh nghêu ngao khúc cả đời vui là mơ. Và có những lúc đắng cay muốn quên lại bao nỗi tính toán. Còn tôi sẽ đến ngay gặp nhau Hà Nội trà đá vỉa hè. Còn mới từ nay chắc nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá, cứ uống đi Hà Nội không bỏ được đâu. Mà còn có những lúc
Hello. Chúc mừng em. Cuối cùng thì những giây cuối cùng khi mà kết thúc bài hát thì đã thấy đèn sáng lên từ phía hai vị huấn luyện viên, đó là nghệ sĩ Dương Triệu Vũ và nghệ sĩ Thu Trang. Em giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì và đến từ đâu? Em tên là Lại Ngọc Mỹ Hoa. Em đến từ Hà Nội. Em năm nay 14 tuổi ạ. Yeah. Trước khi mà cái màn mở ra là chú Vũ đã thích cái phong cách của con rồi. Đơn giản nhưng mà lại rất là cá tính. Rồi nhảy cái kiểu nó hơi funky, hơi hip hop chút xíu. Và cái kiểu này là đang rất là thịnh hành ở trong giới trẻ của mình. Bây giờ để cho mọi người có thể cảm nhận được cái giọng của con. Tại vì chú thấy là cái giọng của con đáng lẽ phải được nhiều cái sự lựa chọn hơn như thế này. Có thể tại vì cái bài hát của con hơi kén chọn khán giả chút xíu. Bây giờ con có thể hát một bài nào mà quen thuộc được không? Bài nào mà quen thuộc hơn cái này? Con hát một đoạn điệp khúc bài Mẹ Tôi được không ạ? Yeah. Miền sông thét khao, một ngày nhớ mẹ dòng trào khơi xa. Wow. Trời gió bay ngàn, một ngày khóc mẹ trầm tàn sao rơi. Rõ ràng là với ca khúc này thì nó khác hẳn hồi nãy đúng không ạ? Xin mời nghệ sĩ Thu Trang. Cô Trang rất là khâm phục cái bản lĩnh của con trên sân khấu. Khi mà các bé nhỏ khác khi mà không có được bấm chọn ngay những cái câu đầu tiên á, cái tâm lý mình nó hơi bị dao động chút xíu, nó sẽ ảnh hưởng tới cái giọng của mình. Nhưng mà cô Trang để ý thì cô Trang thấy là con giữ xuyên suốt cái nguyên cái bài của con. Cho nên là cô Trang rất là thích con ở cái chỗ là bản lĩnh sân khấu. Cho nên là cô Trang nhiều nữa về đây. Ok ok. Chào hai bạn, hai bạn chà đồng phục cũng giống nhau luôn. Hai bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Mình tên là Trương Hoàng Yến, em 13 tuổi và đến từ thành phố Quảng Ngãi. Quảng Ngãi, còn em? Dạ, em tên là Trâm Khanh, học lớp 8, 14 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, như vậy là hai bạn đến từ hai nơi khác nhau. Thế hôm nay hai bạn đến đây hát bài gì? Dạ, hát bài Tóc Hát. Tóc Hát. Em, hai bạn có biết bài này có điều gì đặc biệt không? Dạ, do cô Đăng Trang trình bày. Bà Đăng Trang cũng là huấn luyện viên của chương trình này. Thế thì hai bạn cố gắng làm sao tập nhiều với nhau hơn. Và thậm chí là mình có những cái màn làm sao mà để cho mọi người thấy. Mình tóc hát mà mình phải hất tóc làm sao cho mọi người thấy. Được không? Tóc của hai bạn cũng rất là đẹp. Đâu hất cái anh coi thử coi. Đó, còn em. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc về. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe dừng tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng tiếng nát mơ màng. Dường như em đã lang thang qua đây, dịu dàng tóc mây. Nghe như lời ca thiết tha em đêm, một chiều im nghe. Hey!
Rồi chụp chụp cái mình, chụp cái mình da phả, chụp cái mình da phả vô. 1, 2, 3. Yeah. Rồi, cảm ơn. Anh Vũ, em vẫn đẹp chứ anh hả? Vẫn đẹp. Dạ, đẹp là được nha. Hai em giới thiệu đôi nét về mình đi và lý do vì sao lại chọn các khúc tóc hát từng được nữ ca sĩ Đăng Trang thể hiện. Dạ, em tên là Lê Hồng Trâm Khanh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, con tên là Trương Hoàng Yến, con 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Quảng Ngãi ạ. À, thế lý do vì sao hai em lại chọn ca khúc tóc hát của nữ ca sĩ Đăng Trang? Dạ, tại vì hai tụi em thấy là nó hợp với phong cách trình diễn của mình và yêu thích bài hát đó ạ. Đặc biệt là tóc của hai em cũng rất đẹp. Nào, hai em quay lại cho mọi người xem nè. Đó, dễ thương nè. Cảm ơn chị Đăng Trang. Nãy giờ chị đứng lâu quá, chị có thể về ngồi nghỉ ngơi tí xíu. Em mời các em. Tại vì hai đứa con làm cho trái tim của cô rất là rung động. Không phải là một ca khúc lãng mạn làm cho người ta lay động lòng người. Bài hát đó là bài hát cô từng hát cách đây mười mấy năm trời. Chứng tỏ là một cái bài hát qua hơn 10 năm vẫn còn sức sống. Một lần nữa cô cảm ơn tụi con, cảm ơn khán giả, cảm ơn sâu huấn luyện viên đã làm cho cô nhớ lại bài tóc hát. Hai nói nghe nè, bây giờ ôn lại cái kỷ niệm á. Mình thử luôn một đoạn tóc hát đi. Một đoạn tóc hát nha. Tại sao cô phải hát? Trời ơi, gì vậy? Sao cô làm tuột hứng vậy? Cô ơi, cô... Hãy để cho cái bài hát tóc hát đó cách đây mười mấy năm nằm ở trong lòng của khán giả. Bây giờ ngày hôm nay cô cảm thấy cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Bởi vì đánh cái version này luôn luôn rất là sốc. Rock alternative ha. Bây giờ không còn nhiều người hát rock alternative nữa. Tại vì người ta lo hát R&B hay là hát EDM vân vân. Nhưng tụi con rất là chết khi tụi con vẫn còn nhớ bài hát đó. Cô muốn mấy cô cháu mình đi ra đằng sau nếu như con chọn về đội của cô. Có thể cô sẽ cùng hát chung với tụi con, nhưng mà với bài hát khác chứ không cần phải hát tóc hát, đúng không? Trang có từ chối các con đó. Phải, 10 năm rồi bảo quên lời. Bây giờ phần của cô chú được mời tới đây là ban giám khảo, là huấn luyện viên. Nếu như không có để cho hai cô chú nói thì nó không có fair. Cho nên cứ để họ nói đi rồi xong mấy đứa con chọn về đội của cô chú sau. Nãy giờ cô nói rất nhiều rồi, cô nên ngồi đi cô. Bây giờ chị đó, anh ơi, chị đó đi. Đúng rồi, các con thân mến. Trước khi cô Cẩm Ly hát dòng nhạc dân ca trữ tình, cô Cẩm Ly nổi tiếng là ngôi sao nhạc nhẹ với rất nhiều ca khúc nhảy nhót sôi động, cào cấu, bứt tóc, móc mắt dục. Các con biết không, có thể là bây giờ cô Ly không hát những dòng nhạc như thế này nữa, nhưng kinh nghiệm 1-4 à. Thế còn nếu như các con muốn là mình là một người nghệ sĩ đa năng, mình phải thay đổi, thấy không? Tự nhiên hai con nè đang quậy quá trời rock thế này kia, tự nhiên bữa sau cô Ly dừng cho hai con hát bài Đau Xót Lý Kim Quyên. Chú, không? Chú nói vậy chú thấy có hợp lý hay không? Hợp lý chứ. Trời ơi chú gì từ bí văn rồi tôi không được quyền lên tiếng. Đài phát thanh Đại Nghĩa tạm dừng, chúng ta nghe đài phát thanh Cẩm Ly. Dạ chị Tư, em giận quá chị Tư. Người ta nói chị không biết hát nhạc trẻ kìa. Làm ơn cho bà chị như của tôi mới nói nghe, bà chị tôi mới hiền quá mà, cho nên mấy người ăn thịt bà hả. Trước khi ăn thịt bả thì làm ơn ăn cái cục này trước đi. Trời ơi, em bên giờ chị. Thôi bây giờ nói đàng hoàng, Trang Đoan là dạ. Em có quyền giành thí sinh, nhưng em đừng có cái model mà áp đặt. Cô Trang nói là cô Ly là bây giờ là chị hát dân ca trữ tình à, sẽ là không có thích hợp với cái dạng của tụi con. Còn bài này cô Trang đã hát cách đây bao nhiêu lâu và cô Trang am tường về mọi thứ. Ồ, đó có đó là cái quyền của người huấn luyện viên, người ta có thể đem ra tất cả các chiêu trò người ta dụ. Nhưng mà cô Ly thì xưa giờ là cô Ly không có nhiều những cái tân bốc tụi con lên. Cái quan trọng nói thì nó dễ. Cho nên khi cô Ly bấm chọn có nghĩa rằng đã muốn tụi con vào đội. Còn nói về cái dòng nhạc, cô Ly cũng đã từng trải qua dòng nhạc trẻ rồi, chứ không phải cô Ly thành danh dòng nhạc trẻ trước, sau đó mới tới trữ tình dân ca. Và bây giờ cô Ly vẫn hát hai dòng nhạc. Khi mình đã đi hát bao nhiêu lâu, tuy rằng mình không hát, mình sở trường mình không phải dòng nhạc đó, nhưng chủ yếu là truyền dạy cho tụi con cái gì? Cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm thì bây giờ dòng nhạc nào khi đã đi hát rồi cũng nhìn được những cái mạnh, cái yếu. Thì cô Ly chỉ muốn nói cho con hiểu thôi. Đó. Chứ còn bây giờ rần rần quá, cô Ly rần không lại. Chị Ly ơi, chị nói hay. Thương quá không biết. À, chú Bạch cũng xin nói với tụi con. Cô không có ý áp đặt gì hết. Cô chỉ ráng phân tích thôi là tụi con hát cái dòng rock alternative đó là phù hợp với cô. Cô có thể giúp cho tụi con nhiều hơn. Rồi cô có cái cơ hội được múa trên sân khấu nhiều thì cô có thể ngoài lề, có thể chỉ thay cho tụi con thêm. Chứ không phải là cô áp đặt gì cô Cẩm Ly hết. Cô Cẩm Ly lúc nào cũng là đàn chị của cô.
chúng ta sẽ cùng đến với quyết định của hai bạn. Các bạn sẽ chọn đội của ca sĩ Cẩm Ly, nghệ sĩ Đại Nghĩa hay ca sĩ Đoan Trang và nghệ sĩ Thanh Bạch? Cô Đoan Trang và chú Thanh Bạch ạ. Em Bảo Ngọc có nói là trước khi bước ra sân khấu mà muốn tự tin là phải hít thật sâu vô, sau đó thở ra từ từ, phải không? Còn hôm nay thì anh Khôi như thế nào, chia sẻ với mọi người coi con. Dạ thưa chú, là con tập rất là kỹ và con ra đây thì con cảm thấy là tiết mục rất là tốt. Xin mời cô Minh Tuyết và chú Đại Nghĩa chia sẻ. Tụi con diễn cái bài hát này từ hát cho tới diễn rất là hoàn thiện, nhất là Khôi. Con ơi, con đẹp trai quá. Dạ con cảm ơn. Tụi con quá giỏi, tụi con hát quá hay.
và tụi con rất là thông minh. Cô nghĩ rằng là từ đây cho tới cái ngôi vị quán quân á thì tụi con sẽ hoàn thiện vô cùng. Cô chúc mừng hai tụi con. Xin cảm ơn cô. Nữ ca sĩ Minh Tuyết, chưa gì mà chị nói đến cái ngôi vị quán quân có thấy nhà bên kia cười hạnh phúc lắm. Vâng, và bây giờ xin mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ. Các con nhảy theo lời chú Bạch đọc rap. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay với đội Dương Triệu Vũ và Thu Trang, anh Khôi Cẩm Tú đã mang lại một khí tuyệt vời, một không khí bất ngờ, một không khí thú vị cho chương trình tuyệt đỉnh Sông Ca Nhí. Tôi nghĩ rằng các em sẽ mở ra một phong cách mới, đó là dân ca hài hước. Cái này đang cần và đang thiếu. Dương Triệu Vũ, Thu Trang đủ sức nhờ nhạc sĩ sau chương trình sáng tác riêng một loạt, làm ngay một cái album hài hước cho hai bé trên cả tuyệt vời. Một phần nhận xét tuyệt vời trên nền nhạc. À, mặc dù là không biết là các bé có nghe hết được cái phần nhận xét của chú Thanh Bạch không, đầu tư quá luôn. Bây giờ cho chú Bạch chê tụi con một chút xíu nha. Chú Bạch đang bị giận mà thương đó. Tại sao chú Bạch giận? Vì các con đã diễn làm cho các huấn luyện viên không có lời nào để chê. Giận quá đúng không? Còn thương là bởi vì tụi con luyện tập công phu đến mức mà tụi con lúc diễn không cần phải nhớ bài tập nữa, bởi vì nó quá nhuần nhuyễn. Và điều đó cần cho chương trình của chúng ta. Nói tóm lại đó là đều là khen cái phần biểu diễn này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cặp huấn luyện viên mà tự hào nhất về hai con ngày hôm nay, đó là cặp đôi Vũ Trang. Vũ là một người mà đi làm với anh Bạch nhiều rồi, và lúc nào trước khi chương trình bắt đầu Vũ cũng thấy anh Bạch ngồi đó 2 tiếng đồng hồ chỉ để tập đi tập lại cái tên của những người mà anh cần phải nói thôi. Cho nên là anh rất là hiểu được và trân trọng cái sự hết mình ở trong cái phần tập luyện. Hai con làm cho chú và cô Trang ở đây ngẩn ngơ, tại vì hai con ngoài nhảy đẹp, hát đẹp, còn rất đáng yêu, rất lễ phép. Nhớ nha, cái điều quan trọng nhất là hai con phải mãi mãi dễ thương và lễ phép như vậy. Cho cô chú lên ôm hôn tụi con cái nữa được không? Ôm hôn thì hôn thôi. Dạ, dễ thương. Dạ. Đó. Trang đứng kế bên nè, nè quý vị thấy không? Đây là cái nét giống giống nhau lắm. Dương Triệu Vũ mà đứng kế bên nữa, đúng không? Đây là đà mấy chục năm trước, mấy chục năm sau. Giống y chang luôn. Mấy chục năm trước coi đường, mấy chục năm sau giống như bị lỗi vậy. Đâu, nó có kỳ anh, em thấy vẫn ok mà. Thôi mình đi xuống đi. Có thể thấy phần trình diễn của hai bạn đã làm cho các vị huấn luyện viên vô cùng sôi nổi. Cảm ơn các bạn bước vào trong. Ủa, mà sao hai bạn biết khi mở nhạc là Bổ Ngọc xuất hiện vậy? À, tại vì á, mình biết bạn nè, hát hay rồi còn thích nhảy nữa. Thôi đừng có giỡn nữa, bây giờ mình hỏi nè, lúc lên sân khấu á, cảm giác của hai bạn như thế nào? Trên sân khấu thì hai mình được các cô chú ban giám khảo khen rất là nhiều. Và các cô chú còn giỡn với mình rất là vui nữa. Mình chúc mừng hai bạn nha. Và mình chúc hai bạn có một cái điểm thi thật là tốt nha. Bây giờ mình dàn cái nè. 1, 2, 3, yeah! Con thích đợi chú Vũ. Vì chú Vũ là thần tượng của con. Con thấy bạn Vĩnh giọng rất là nỗ lực và sáng. Con kết hợp với bạn Quỳnh Anh thì con cảm thấy hai đứa rất là hợp với nhau. Dẫu mà trời còn làm mưa. Lần này chú Vũ chọn cho hai con bài Sa Mưa Dông. Bài Sa Mưa Dông thì nội dung của nó rất là cảm xúc và buồn. Hai chị em thì ở nhà một mình, cha mẹ đêm khuya rồi mà vẫn ở ngoài đồng, không về nhà để cày cấy. Con bài này rất xúc động khi con hát, con rất là nhập tâm vào bài hát đó. Con hát bài này hay, nhưng mà vùng miền thì sửa lại chút xíu. Nước tuột nuột dây thì mới là Nam Bộ. Con hát là như đó. Nước tuột nuột dây. Không, chữ nuột không cần rung. Nước tuột nuột dây. Nước tuột nuột dây. Rồi. Con bảy con hát gì gì? Con bảy đứa. Rồi. Con bảy là đúng. Nhưng mà nếu tiếng Nam Bộ người ta hát nữa. Con bảy đứa đò. Con bảy đứa đò. Thấy không, vẫn bị chữ y dài á. Hát thành chữ y ngắn, hiểu không? Bảy.
Thế nào tia nắng cũng lớn trên giàn bầu,
hay quá, xúc động. Thưa quý vị, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh đã làm cho một số vị huấn luyện viên cũng rơi anh như anh Bạch cũng khóc nè, rồi Dương Triệu Vũ, rồi Thu Trang, rồi chị Minh Tuyết. Chú Khang muốn hỏi một chút là Vĩnh ơi, tại sao đang hát ngay cái khúc đó mà con rơi nước mắt vậy Vĩnh? Còn Vĩnh Anh, sao bạn khóc cái con khóc luôn vậy? Do lúc đó con đang hát, tự nhiên cảm xúc nó ùa đến, con cũng không biết. Anh Nghĩa chia sẻ trước đi anh. Khi mà hai con cất giọng hát lên, bởi vì cái bài Sa Mưa Dông này là một cái bài rất là khó hát, không phải ca sĩ nào hát cái dòng nhạc trữ tình quê hương cũng có thể hát cái bài này được đâu. Thì hai con khi mà cất lên những cái câu đầu tiên là làm cho mọi người sững sờ hết. Cô Minh Tuyết nói trời ơi sao mà hát hay quá, đặc biệt là bạn Vĩnh, cái chất giọng hay quá và cái ngân, cái rung trong cái câu hát của con đó, nó rất là chuẩn xác mà tình cảm nữa, chứ nó không phải là chỉ thiên về mặt kỹ thuật. Cô chú đây đều là những người đứng trên sân khấu rất lâu năm, đã quá lão luyện, đã quá quen thuộc với những cảm xúc rồi, vậy mà các cô chú vẫn không kìm lòng được, thì chứng tỏ rằng các con đã quá tuyệt vời trong tiết mục này. Cảm ơn hai con. Cái bài hát này á, cái melody, cái chữ nó cứ nhảy liên tục như thế này, mà muốn giữ cái cột hơi cho nó chắc để mà mình hoàn thiện không phải là một điều dễ. Chứ chưa kể chi là nói là cái sự ngọt ngào, cái sự chuyển tải trong từng cái lời của bài hát này. Có rất là nhiều anh chị nghệ sĩ đã hát tới 10 năm rồi, khi khóc á, vẫn sẽ không giữ được độ cao, độ chuẩn của cái bài hát. Nhưng mà riêng đối với hai con, khi hai con khóc á, Đức Vĩnh nè, con vẫn giữ được cái âm sắc trong từng câu hát của con rất là chuẩn, chứ không có phải là bị mà lạc luôn tông, lạc luôn kia. Hai con quá tuyệt vời. Cô cảm ơn hai con đã gửi đến một bài hát quá hay như vậy. Dạ, xin mời chị Trang với anh Bạch. Chị Trang trước. Cô cảm thấy hai đứa con rất là thông minh. Vĩnh, cô rất là bất ngờ là con là người Bắc, nhưng mà con hát dân ca Nam Bộ rất là ngọt, bởi vì con hiểu được cái chất Nam Bộ, con mới hát ra được như vậy. Con luyến rất khéo. Còn Quỳnh Anh, con lấy hơi cũng rất là khéo. Hai đứa con cố gắng phát huy rất là tốt. Cảm ơn cô. Xin mời anh Bạch. Về nhạc sĩ Bắc Sơn, thật ra thì có thể nói ông là một người yêu Việt Nam, là một gọi là nghiên cứu Việt Nam học. Thì có lẽ xin được lời cảm ơn đến gia đình nghệ sĩ Bắc Sơn, bây giờ không còn nữa. Và những cái bài nhạc của ông thì ở lại trong lòng của mọi người. Và rất là cảm động khi thế hệ tiếp theo nhỏ như tụi con cảm và hát được những bài hát như thế về nước Việt, về sự tôn trọng của tiếng Việt của chúng ta. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Bạch. Và xin mời nam nghệ sĩ nhiều nước mắt nhất của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí chia sẻ. Hai đứa có thấy chú dựa chỗ này không? Tại vì chú sướng quá. Chú rất là sướng, chú rất tự hào. Hôm nay chú đã đưa cho Vĩnh và Quỳnh Anh một cái thử thách mà nó không hề nhỏ chút xíu nào hết. Tại vì căn bản hai đứa không phải là chuyên về dòng nhạc dân ca miền Nam. Vĩnh là chuyên hát chèo, hát những cái tại vì cô Tuyết cổ cứ wow. Hay con làm một câu cho cô Tuyết nha. Con làm cái cho cô Tuyết cổ vui vẻ, cổ bay về nước ngoài, cái cổ hạnh phúc, cổ nhớ đến con. Bây giờ cô đang tức là tại sao cô Ly không giành con được. Có giành mà không được thành công. Giành về được trong đội. Con vô câu chèo, con giành hai con luôn chứ không phải một mình cô Tuyết đi nha. Này chị em ơi. Ơi. Này từ mai đã là dằm, ai muốn ân oán thời nắng lên chùa đấy chị em. Thế có xa lên chùa từ bao giờ nhỉ? Con đang kể chuyện và nhớ về cái cảm xúc thật của mình. Và hai con đã làm cho chú cảm thấy rất tự hào khi mà con đã làm được điều đó. Con đã làm cho tất cả những cô chú ở đây đã phải rơi nước mắt với cái ca khúc này. Thì chú không còn gì để nói nữa. Chú bái phục con. Cảm ơn con. Xin cảm ơn Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Hai bạn đã thể hiện rất tốt. Xin chúc mừng Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Yeah. Em thấy tiết mục của anh chị rất là hay. Mà tại sao anh lại khóc? Tại vì lúc đấy cảm xúc của anh ùa tới và anh nhập tâm vào cái vai đó, nhập tâm và nhập vào cái lời hát của bài đó. Em rất là thích tiết mục của hai anh chị bởi vì tiết mục này rất là tình cảm.
Em hy vọng là hai anh chị sẽ bước vào vòng tiếp theo để hát thật nhiều bài hát hay hơn nữa. Dù rằng đôi mắt biết hát thay lời ca. Cảm xúc của con khi được vào đội của chú Vũ và cô Trang thì con cảm thấy rất là vui. Con được gặp những người bạn rất là dễ thương, cũng rất là mến con nữa. Chú Vũ và cô Trang đã chọn cho tụi con bài là Con Gái Thật Tuyệt. Ba bé đã hát một cái bài hát đúng cái tuổi, đúng với cái chất và đúng với cái tinh thần, cộng với cái sự hồn nhiên, cộng với sự hỗ trợ của ban nhạc, cộng với phần nhạc dựng. Tôi nghĩ đây là một bài hát sẽ làm cho các bạn teen girl sẽ hát theo, lúc lắc theo, nhún nhảy theo và sẽ theo dõi các bé không rời mắt. Vui là con gái ha, nắng cho em người yêu. Vui là con gái. Bạn nào có múa quên cũng không sao hết. Dạ. Yeah. Giống như các con là đang lý lắc phá vậy đó. Nên không có cần phải nhắc. Lên sân khấu chứ cho phá không đi. Thoải mái rồi, qua đây. Giống như cái kiểu mà cầm hoa lên để thảy trên sân khấu ấy chứ. Đang có bầu lên thảy nha. Dạ. Rồi, hai bạn này có ý tưởng gì? Con thì ví dụ như bài này rất là dí nhảnh, dễ thương. Thì đầu tiên chương trình sẽ làm cho tụi con một cái hộp quà thiệt là bự. Tụi con bước từ trong đi ra ngoài. Dễ thương. Đó, dễ thương nó là ba hộp quà. Ba cái bút bê. Chú nghĩ là không cần. Để ba cái hộp, ba cái bụt. Tụi con lúc đầu á, tụi con làm thành bút bê á, Barbie girl á. Cái có người dặn dây cót á. Ép ba cái bắt đầu. Dặn cái này xong rồi tụi con múa. Cái có nhạc lên múa. Là đi ra đúng không? Dễ thương hơn nhiều. Nhảy phần đầu thôi. Còn cái chỗ kia là mình chỉ cần hát, mình đứng lắc thôi nha. Rồi, bye bye, gặp lại trên sân khấu. Dạ, bye bye. La la la, la ni la la. Wow, oh my girl. Ngày gọi tia nắng long lanh qua hàng mi. Chuyện nụ cười em tươi em hồn nhiên. Vui là con gái hà, vui là con gái hà, yeah. Ooh, two two one, two two one. Oh, oh, I'm a girl. Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca, ha ha. Để mùa thu qua buông hướng lên mái tóc, nhẹ nhàng em. Chuyện buồn là em hơn ghen, chưa mong tình yêu. Vui là con gái hà, vui là con gái hà, yeah. Nắng cho em ngày yêu. Vui là con gái hà, vui là con gái hà, yeah. Nắng cho em màu yêu. Thank you.
Dễ thương quá. Dễ thương quá thưa quý vị. Thấy ba bạn bước ra từ ba cái hộp màu hồng, với Nguyên Khang lại nhớ đến hình ảnh mà các bạn nữ của chúng ta rất là thích, đó là ba cô nàng búp bê Barbie dễ thương nằm trong ba chiếc hộp bước ra. Bây giờ chúng tôi xin mời anh Thanh Bạch chia sẻ đi ạ. Tụi con đã có một cái cơ hội để thể hiện đúng chất lứa tuổi của tụi con. Tụi con có mê búp bê không? Dạ có. Cái chất giọng của ba bạn hòa quyện với nhau trong cái tiết mục này giống như là tụi con đang chơi một trò chơi không phải căng thẳng gì hết, mà cái mà con búp bê mà mình yêu thích bây giờ mình được hóa thân thành thì giống như mà từ một giấc mơ mà nó trở thành hiện thực trước mặt mọi người. Và các con nên giống búp bê hơn nữa cơ. Hồi nãy một số động tác các con làm thì nó coi như phát thảo, và khi bước ra rồi cái sự từ một con búp bê mà nó trở thành sự chuyển động á, nó phải có quá trình một chút xíu chứ không phải mình bước qua cái mình thành con người liền. Đúng không? Anh ơi, hay là ba nghe mình lên làm đi. Xin phép là mời ba nghệ sĩ nam chúng ta ra thị phạm cho ba bé. Nhưng mà mình làm kiểu siêu nhân. Bây giờ khán giả dưới coi búp bê nào sẽ tốt nhất, vì khán giả vỗ tay à. Búp bê thì lớn. Búp bê thì lớn. Na na na. Na di na na. Ngày coi tia nắng long lanh qua hàng mi, chờ nụ cười em tươi lúc em trên phố. Ngày ngủ như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời tình yêu ngày say là em hồn nhiên. Vui là con gái hà, vui là con gái hà. Anh Nghĩa, cho em hỏi là cái con búp bê của anh bị đau bụng không anh? Làm gì? Không có phải, bên kia búp bê siêu nhân, búp bê bình thường, anh búp bê model. Nghĩa ơi, model đó người ta ốm lắm chứ không có ăn bánh nở như anh nhiều. Ba bạn thấy là mấy búp bê này được không? Ổn không? Búp bê nào đẹp con nói đi, búp bê nào đẹp nhất? Chứ Thanh Bạch, chứ Thanh Bạch. Ba rất là trội của chú mà đâu có kết thúc. Quá muộn rồi. Quá muộn rồi. Anh Nghĩa làm lại đi, anh Nghĩa làm lại búp bê model đi. Và bây giờ xin mời cảm ơn một tràng pháo tay cho ba nghệ sĩ của chúng ta. Rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Nhưng mà con nghĩ như nè, nếu mà Khánh Băng á, con thả lỏng chút xíu, con tươi hơn một chút xíu nữa thì là cái con búp bê của con nó cũng sẽ rất đẹp, vì mặt con rất là xinh. Mai Khuyên cũng vậy nha. Con hơi bị căng thẳng chút xíu hả, nhưng mà không nhiều đâu, chút xíu à. Nhưng mà cô rất là khen Tường Uyên, vì con rất là hồn nhiên và con rất là tươi trong cái cách con biểu diễn bài hát này. Và cô chúc mừng Minh Tuyết, Cẩm Ly, Hà Phương nha. Nữ ca sĩ Minh Tuyết có giống vậy không? Hồi nhỏ chị Tuyết chơi đá banh không à. Chơi đá banh không à thiệt. Chị Cẩm Ly mới là ngồi chơi bán đồ hàng này kia đó. Rồi chị Hà Phương là dịu dịu chơi búp bê. Chị Cẩm Ly ngồi chẻ cóc ăn muối tiêu, quên ăn muối ớt không mà dạ. Chị Ly thì thích vậy. Nhưng mà đó đối với cô thì cô nghĩ rằng là ba con giống Minh Tuyết, Cẩm Ly, Hà Phương. Nhưng mà những cái trang phục á, và đạo cụ á, là cô mượn từ nhà cô Hà Phương. Bởi cô Hà Phương chỉ một hồng thôi, chứ cô Tuyết không có màu hồng trong tủ. Nếu mà ba chị em mà gắn bó mà chơi nhau lâu, biết đâu lọc nữa nhóm Tam Ca Ba Nàng Công Chúa. Rồi cái tuổi thơ của nghệ sĩ Thu Trang có chơi búp bê không? Thật ra thì... Chắc không đúng không? Đương nhiên là có rồi, sao không được? Chơi súng. Con gái thì lúc mà nhỏ là ai cũng gái, mê búp bê thật. Ai cũng mê búp bê chứ. Mà cô Trang hồi nhỏ thì không có được chơi búp bê mà đẹp được như ba đứa tụi con. Có lấy cái khăn rồi bẻ cuộn lại rồi bẻ làm đôi, cột cộng dây thun ở phía trước cầm búp bê không? Không những chơi búp bê bê ra bằng nhựa, rồi mình còn chơi búp bê giấy đó chị. Giấy bằng mình bận đồ vẽ đồ vô. Nói chung là khi mà ba con hát cái bài này rồi diễn tả lại búp bê rồi trên sân khấu, thật sự là làm cho cô Trang cũng cảm thấy bồi hồi nhớ lại cái thời mà mình còn nhỏ, mình thích chơi búp bê như thế nào. Nói chung là cái tiết mục này cô Trang thấy rất là dễ thương. Cô Trang cảm ơn các con.
Cảm ơn ba bạn nhỏ rất là nhiều. Wow, hôm nay các chị làm búp bê rất là dễ thương và đáng yêu nữa. Các chị có thể dạy em làm búp bê được không? Được chứ. Bây giờ chúng ta hai tay của chúng ta phải khép lại vậy. Đó, đúng rồi. Để này, để này hay để này. Ừ, vậy đi. Rồi, khi giả sử như người ta dặn dây con mình thì mình quay qua bên đây. Rồi xong mình quay lại bên này. Với lắc đầu nữa nha, nhưng lắc từ từ thôi nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng làm thử nha. Dạ. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, đúng rồi. Bây giờ mình cùng chờ kết quả cuối cùng nha. Em chúc các chị thành công. Bắt lại vô. Đàn cò bay về nơi thương nhớ. Tiếng lòng dạ thảo à? Hát bằng cuộc sống đời thường, hát bằng cảm nhận riêng của hai con, chứ không phải để hát theo kiểu trường lớp hay là hát theo cái tập của chú Vũ, hoặc là hát theo cái bài muốn như thế nào. Cảm xúc của con khi về đội của chú Vũ với cô Trang là con rất là vui. Chú Vũ và cô Trang á, người nào cũng có thể làm cho con nổi bật hơn nữa. Khi con nghe bài này thì giúp con gọi đến nhớ đến nhà của mình và nhớ đến mẹ của con đang ở dưới quê làm vất vả và cho con đi thi đến ngày hôm nay ạ. Con nhận xét bạn hát như thế nào? Dạ, con thấy bạn hát ngọt, hay và có nội lực. Cái mắt con long lanh vậy. Bạn nói đúng không? Bạn nói đúng không? Dạ, con thì con cảm thấy con hát cũng hơi ngọt. Hơi ngọt phải không? Nhưng mà con thấy giọng con thì phải hơi nhẹ một chút thôi. Đúng rồi, giọng con phải nhẹ lại chút nữa. Rồi con thấy bạn sao? Dạ, con thấy bạn cũng ngọt, hát ngọt, chứ bạn ấy hát cũng nhẹ. Cái quan trọng là cái câu mà hai con hát cùng với nhau á. Dạ. Là cái điệp khúc á, chú soi hoài luôn, chú soi giống như đi sơ ớt vậy đó. Sao hoài, không có thấy so le, hiểu không? Dạ. Hiểu không? Là cái đó là rất là hay nha. Không có thấy so le là hay rồi đó, nhưng mà hát chung mà so le là sẽ không hay. Hát được cái lương không? Dạ được. Chị rê thử. Ai đã cùng em thề câu nguyện ước, trầu cao mâm quá đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quyên có bạn có bầy, nở sao anh để lẻ bầy lòng em. Có thương, có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cô nhớ hoài tình yêu. Con hát được câu giọng cổ nào không? Dạ được, con hát được câu giọng cổ Lan và Điệp. Có lẽ họ đẹp, họ sang, họ nhà cao, cửa rộng. Nên anh đắm anh sai, anh mơ anh mong, còn nhớ thương chi người con gái quê mùa. Rồi xong. Nếu vào được vòng trong, cả hai đứa hát một bài tân cổ giao duyên, Dòng sông quê em, cực kỳ hay. Dạ. Yeah. Nhớ nha. Dạ. Yeah, yeah. Muốn nghe hai đứa hát bài đó về vòng trong. Dạ. Hiểu không? Dạ. Yeah. Rồi, bye bye. Dạ. Yeah. Bye bye, bye bye, gặp lại. Anh hai ơi, cái gì vậy em? Sao em cảm thấy nhớ nhà quá à? Nhớ quê của mình nữa. Anh cũng nhớ nhà, nhớ quê của mình nữa. Nhưng mà bây giờ á, gia đình mình xa quê rồi, biết sao bây giờ? Hãy subscribe.
ru con tiếng dòng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước cô buồn. Trăm năm nuôi tình khôn lớn, quê hương là sữa mẹ đời con, ruộng lúa nương dâu chẳng quen đường mòn, ôi khói lam chiều tình quê dạt vào. À ơi câu hò ca dao như lời mẹ và Gia Thảo trong ca khúc Gợi Nhớ Quê Hương. Và xin mời gia đình nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Minh Tuyết. Hai con tập với nhau rất là nhiều phải không? Dạ tập 2 ngày cô ơi. Có 2 ngày thôi đó hả? Dạ. Tập có 2 ngày, mỗi ngày tập bao nhiêu tiếng? Cỡ nửa tiếng, nửa một tiếng. Thành thật quá các con, thật là đáng yêu. Cô nghe tụi con trả lời cô choáng váng quá. Vì tụi con không có tập nhiều, nhưng mà cô nghe từ đầu bài tới cuối bài á, từng cái ngắt câu, từng cái lấy hơi rất là đều với nhau. Có người là dê dơ, mình có người vậy, nhưng mà có người là luyến kiểu khác. Nhưng hai con luyến y chang cái nốt giống nhau luôn. Cho nên cô rất là khen hai con trong bài hát này. Dạ cảm ơn cô.
Nhưng mà cũng phải nói là các bé cũng đã tập rất là nhiều ở nhà đúng không? Các con cũng tự tập rất là nhiều một mình với cái ca khúc này. Và cũng chia sẻ là tại vì hai bé là cũng ở xa, ở tới tận An Giang lận. Cái mà cô khen là các con tự làm bài tập ở nhà. Tất cả các thí sinh phải nên nhớ, cái quan trọng nhất là khi huấn luyện viên của mình dạy cho mình xong rồi đó, thì các con phải về nhà và bản thân mình phải tự làm bài tập. Và xin mời gia đình Vũ Trang chia sẻ. Vũ nghĩ cái đáng yêu khi mà mình làm với trẻ con á, là tức là mình hỏi gì nó suy nghĩ sao, hoặc là có gì là nói y chang vậy. Lúc nãy hai con hát trên đó, không biết chắc con không biết, nhưng mà chú ngồi đây chú đã rơi nước mắt và chú phải kềm chế cái cảm xúc của mình. Là tại vì cái cảm hứng mà để chú dàn dựng cái bài này cho con là khi chú xem cái phim Dạ Cổ Hoài Lan. Chú cũng sống ở nước ngoài từ lúc chú 9 tuổi, cho nên chú hiểu được cảm xúc mà khi mà mình thèm những cái gì mà nó chân thật, nó gần gũi nhất đối với mình. Cho nên khi hai con hát về quê hương, rồi một đoạn mà cái đồng lúa nổi lên ở phía sau. Em đừng có giật cái vương miệng mít ướt của chị nha. Hai chị em mình mít ướt thiệt luôn á. Chú thấy cái cảnh đồng lúa rồi hai con hát những cái lời ca ngợi quê hương, nhớ đến quê hương, thì làm cho chú cảm rất là xúc động. Và khi thấy hai con là hai đứa mà hiền nhất ở trong cái đội của Dương Triều Vũ, cho nên những cái lời lẽ của con hát về quê hương nó rất chân thật và nó tới thẳng trái tim của chú. Và chú tin chắc là những cô chú ở dưới đây khi nghe mấy con cũng có cảm xúc động đúng không? Y chang như vậy. Hai con lại ôm chú Vũ động viên chú cái. Dễ thương. Rồi. Chú Vũ không được mít ướt. Cô Trang không mít ướt có được ôm không? Nhưng được mà luôn, xin lỗi. Cảm ơn nghệ sĩ Thu Trang. Thiệt sự Vũ rất là cứng rắn nha, về tình yêu, về cái gì Vũ rất là bản lĩnh. Nhưng mà chỉ có hai chủ đề duy nhất mà mỗi lần nói lên là Vũ không có kềm chế được. Thứ nhất là về quê hương, và thứ hai là về cha mẹ. Chỉ còn hai chủ đề đó là tự nhiên nó chảy nước mắt. Nước mắt nó ròng ròng nó chảy ra. Trang ơi, chuẩn bị sẵn một bịch khăn giấy để khi nào mà Vũ rơi nước mắt mình quay qua mình chậm liền, chứ đâu có thể làm phiền nhà hàng xóm người ta qua chậm nước mắt ngoài được. Trang, cái tiết mục này là em sẽ có sự đầu tư. Một lần nữa xin được dành một tràng pháo tay cho hai bạn của chúng ta, Long và Thảo. Chúc mừng hai bạn nha. Cảm ơn hai con. Ủa, hai anh chị đang bị sao vậy? Lạnh quá trời. Ủa, em thấy nóng mà. Đang diễn. Cái này gọi là diễn sâu nè. Lúc nãy là trên sân khấu là anh chị diễn tiết mục là gợi nhớ quê hương, tiếc rơi quá trời luôn. Bây giờ cảm giác của anh chị như thế nào? Cảm giác của anh chị bây giờ rất là vui. Hồi nãy thì em thấy anh chị cũng đã diễn tốt hết mình rồi, và em chúc cho anh chị sẽ có một cái điểm thi thật là tốt luôn nha. Cảm ơn Bảo Ngọc nghe. Giờ còn một điều ước em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi. Dạ vòng này tụi con sẽ hát bài Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Là hai chị em nên tụi con có rất là nhiều thời gian để tập luyện với nhau, và cũng rất là hiểu ý nhau, cho nên việc tập luyện rất là dễ. Hai chị em sinh đôi có một cái thần giao cách cảm rất đặc biệt để cùng hát một cái quãng bè. Có khi chị đang hát chính, em hát bè, chỉ trong vòng 1-2 ô nhạc hoặc 3 ô nhạc, 4 ô nhạc con đổi lập tức là em hát bè và chị hát chính. Như ngày hôm qua. Cái này chú góp ý thêm nha. Cái bài Cô Gái Đến Từ Hôm Qua là một bài hay, chứ không phải đầy dở, nhưng vẫn đang nằm trong sự an toàn. Nếu mà cơ con vào trong, chú cần một bài bứt phá hơn, con hiểu không? Mình tự làm mới mình một chút. Con chưa từng hát thể loại nhạc rock và dân ca, nhưng mà nếu vào vòng trong thì con sẽ thử. Con và em con đã cố gắng rất nhiều trong bài hát này, nên con hứa hẹn sẽ mang lại thành công trong bài hát này. Con cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi ta
một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn âu thơ. Và ngày hôm nay ta như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về, lời thề tựa như ánh lửa rơi ấm lòng ta như chính. Dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Đây là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Thật ra thì cái bài này chúng tôi đã thay đổi một chút lời của ca khúc để phù hợp với lại các bé khi biểu diễn trên sân khấu Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Câu chuyện kể về hai bạn học trò có những cái ký ức, những cái rung động của nhau khi bắt đầu bước vào cái tuổi mà có nhiều cái xúc cảm, nhiều cái thay đổi trong suy nghĩ. Và ngày hôm nay thì cũng thưa quý vị, đây là cặp đôi song sinh duy nhất mà chinh phục chúng ta từ cái vòng ngoài. Bây giờ thì chúng tôi xin mời chia sẻ của gia đình Bạch Gia Trang. Vĩnh Tâm ơi, cho anh xin mi thứ rải tự do. Có lẽ trong âm nhạc có một sức mạnh
em rải tiếp tục luôn. Có nhạc đệm đó. Tức là anh nhận xét mà có nhạc đệm đó. Có lẽ trong âm nhạc có em một sức mạnh rất nhiều á. Khi tạo một không gian cảm xúc, trang phục này giống như các bạn bước ra từ những trang sách của lứa tuổi mới lớn. Các bạn tạo nên một cảm xúc mà chỉ tuổi của các bạn mới có thể làm được. Các con đã tập luyện với nhau rất là kỹ và tạo thành cái điều đó trong khoảnh khắc, thì khoảnh khắc đó đáng giá. Nhiều năm sau nữa, đây là kỷ niệm đẹp trong đời của hai chị em. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Cái cách nhận xét nó rất là truyền cảm như thay lời muốn nói vậy á. Nơi anh cho em cái điệu bolero. Lượm ở đây. Tum ta 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 tum ta. Các con thân mến, khi hai con vừa mới xuất hiện, chú Nghĩa cứ tưởng tượng rằng mình đừng ba đừng cần Nghĩa, mình đang tham dự một cái buổi tiệc cưới. Hai con như hai thiên thần nhỏ xuất hiện hát mở màn trước khi cô dâu và chú rể xuất hiện. Từng dòng cảm xúc các con đưa vào trong lời hát của mình. Mệt quá. Từng cái sự biểu cảm hồn nhiên của các con, nó làm cho cảm giác chú như nhớ về một cái thời tuổi thơ. Chú có cảm giác chú là cô gái đến từ hôm qua. Chú nói lộn nhưng chú cũng muốn nói lại là như vậy đó. Thực ra là không biết đối với gia đình Vũ Trang thì chúng ta muốn nhận xét bằng âm nhạc hay thôi kệ nó cứ bình thường đi. Vũ nghĩ thôi kệ cứ bình thường là tốt nhất. Em dân ca đi, dân ca cải lương. Dạ. Rồi. Nào lên Vũ Trang nè. Rock đi. Ta 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 ta. Làm cho cô chú đây một phen hạnh diện. Xuống luôn, xuống luôn, xuống họ luôn. Xuống họ lên, cậu thứ hai xuống luôn. Xin lỗi mà anh biết rằng á. Trang em làm anh mất mặt quá. Hai con hôm nay đúng như là hai thiên thần vậy đó. Rất là dễ thương. Và hai con hát với một cái lối mà nó mộc mạc, mà nó không có một cái chút gì của đời hết. Nó rất là đơn giản, rất tự nhiên, giống như là nói vậy đó. Con có thể, con hai con có thể bè lại cho chú nghe cái như chuyến em cô gái đến từ hôm qua được không? À, cho em cái rải cái tông cho mấy cháu. Ngày thơ đâu chưa xa xương để lại, giờ có một điều ước em sẽ trở lại. Xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Và quý vị có biết một điều đặc biệt nữa, không phải là những cái bè không, mà chính hai cháu là người đưa ra những cái bè này. Đây là một cái điều rất là cần thiết trong âm nhạc của Việt Nam. Hai con hôm nay làm cho chú rất là hạnh diện. Cảm ơn hai con. Thì hồi nãy em nói rồi đó anh Vũ, hai con làm cho cô chú một phen hạnh diện đó. Còn em làm anh và cô Thu Trang. Hai con làm cho cô hạnh diện mà còn cô Thu Trang làm cho mọi người một phen hết hồn. Cảm ơn hai bạn nhỏ nha. Bảo Ngọc rất là ấn tượng về tiết mục của anh chị. Và anh chị có một tiết mục mà có bè trong chổng nữa rất là hay luôn. Anh chị có thể chỉ cho Bảo Ngọc bí quyết được không? Đầu tiên là em phải hát đúng và tập trung vào bài hát. Cái thứ hai là chúng ta phải có một sự hiểu ý nhau với lại anh chị là chị em nên bè cũng rất là dễ. Chúc mừng anh chị nha. Và bây giờ chúng ta về một cái nè. 1, 2, 3. Yeah. Hai bé Khánh Huế và Mỹ Hoa, một mashup tôi dùng từ là cực hay, giận anh và bóng may quả thèm. Khánh Huế
Mới và Mỹ Hoa nó đang nằm ở một đối tượng là teen girl và qua ở tuổi teen rồi, nên cái tình yêu hay là cái tình bạn nó đang nằm mông lung với nhau. Đây là nói về tình bạn trong đầu đời của con, không phải là yêu nhau đâu, chỉ vì là đây là bạn ấy chơi bạn khác, bạn ấy không quan tâm đến mình nên mình thấy rất là buồn ạ. Cả hai bé này đã quá đủ nội lực, đã quá đủ tình cảm, bảo chứng để cho hát một cái mashup. Mashup đây là một mashup cực khó, tôi dùng từ cực khó. Nếu như đã chọn mashup thì phải hòa thanh và phải nhớ chính xác cái câu của mình đi như thế nào. Còn đó, còn hôm nay là con bị hai đứa bị cái lỗi nặng quá. Là hát hay quá, chú chả biết làm chơi chỗ nào. Chơi thế nào? Cái câu đầu tiên thôi, chú muốn con hát lên cao luôn đi. Nhớ cái đó thôi. Nhưng mà quyền quyết định cuối cùng vẫn là chú Vũ nha. Nhưng mà theo chú thì chú muốn lên cao thì sẽ sáng bài của con hơn. Rõ liền. Đúng rồi, con hát ở dưới nó hơi bị thấp. Tối nay hai bạn diễn ở đâu, tôi đi ủng hộ mua vé nha. Không diễn đúng không? Rồi, đi về tập. Ngày mai diễn tôi mua vé cho xem. Rồi, bye bye, bye. Ngày mai gặp lại. Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười, vì một làn tóc ngỡ như mây trời, hình dáng ấy qua đây từng ngày, mây trôi lạc loài, bao anh đắm say. Hey, yeah. Rồi từng ngày trong ngóng dáng em, vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười, ngỡ như hoa cười, một lần tóc ngỡ như mây trời, ngỡ như mây trời, hình dáng ngay qua đây từng ngày, mây trôi lặng lại, bao anh đắm say, vì nụ cười đó. Rồi từng ngày trong ngóng dáng em, vì nụ cười đó ngỡ như hoa thế, những khi em giận buồn một lần tóc ngỡ như mây trời, đang bay qua đây từng ngày, mây trôi lặng lại, bao anh đắm say, vì nụ cười đó ngỡ như quen rồi, khi em giận buồn Bye.
Cảm ơn các ác vũ công. Thưa quý vị, hai cô gái của chúng ta đang bước vào giai đoạn của những chuyển biến tâm lý. Cho nên với phần biểu diễn của chúng ta là bản mashup hai ca khúc Bóng Mây Qua Thềm và Giận Anh. Để dĩ nhiên rồi, giai đoạn này có những cái xúc cảm, đó là những cái nỗi nhớ vu vơ, những cái giận hờn nào đó thôi. Và ngày hôm nay thì hai bạn đã làm cho chúng tôi thấy là sân khấu của chúng ta rất là bùng nổ. Cô là một người rất là thích mashup, rất là thích kết nối các bài hát lại với nhau. Cái người dựng tiết mục này phải rất là tinh tế để mà chọn ra những cái câu phù hợp giữa bài Giận Anh và bài Bóng Mây Qua Thềm để cho hai đứa con hát kết nối lại với nhau để ra một cái tiết mục như thế này. Vẫn có bè, vẫn có đuổi, giọng của hai bạn rất là sáng, rất thành công. Cô chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô ạ. Và xin mời gia đình thứ hai, xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Minh Tuyết. Con vừa cất câu đầu tiên thì cô hết hồn vì cỡ tuổi tụi con như vậy mà giọng hát quá hay và quá tốt, quá khỏe mà hát chuẩn nữa. Rất là khen tụi con và cảm thấy wow. Dự đoán không lầm thì cô nghĩ rằng là Khánh Huế sau này sẽ có nhiều cái đặc biệt và tương lai sẽ là một trong những ca sĩ đáng gờm của người lớn. Còn Mỹ Hóa thì Mỹ Hoa con có cái chất giọng rất là sáng, rất là trong và hát rất là chuẩn. Và cô chúc mừng cái tiết mục hai tụi con quá hay và chúc mừng đội Dương Triệu Vũ cũng như là Thu Trang có một cặp song ca rất là tuyệt vời. Chúc một mừng hai con. Một tràng vỗ tay cho hai bé và một tràng vỗ tay cho chị Bảy nhà em. Thấy không? Bảy nó hay quá Bảy ơi. Hôm nay Bảy là trọng trách Bảy nặng lắm nên Bảy phải có vẻ là xét kỹ một chút xíu, tại Bảy muốn tụi con tiến bộ hơn. Bây giờ là chúng ta sẽ lắng nghe cái gia chủ nhà Ninh nhận xét nè. Trước hết thì Vũ xin gửi lời cảm ơn đến hai đội đã gửi những cái lời rất là tốt đẹp dành cho mấy cháu. Xin cảm ơn mấy anh chị rất nhiều. Con gái nhà tụi em đó. Dạ. Hai con làm cho chú và cô Trang rất hạnh diện. Những cái gì chú đưa ra cho con rất khó. Những cái nốt và cái quãng của bài hát này nó cực kỳ khó hát, mà hai cháu đã làm rất tốt. Và nhất là cái đoạn mà hai cháu đấu với nhau đó, đấu với nhau ở trong cái cách mà phiêu giọng á, hai con làm cho chú ngồi dưới đây cảm thấy rất là sướng. Mà cô Trang và chú đã phải đứng lên và nhảy theo hai con. Cho nên là chú xin chúc mừng hai con và cảm ơn hai con đã làm cho chú rất hãnh diện. Cảm ơn chú. Rất tuyệt vời. Anh Khang xin chúc mừng hai bạn đã có một phần biểu diễn khuấy động sân khấu trong đêm thi ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu các chiến binh của đội huấn luyện viên nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Quý vị, và đây là các chiến binh của đội huấn luyện viên Thu Trang và Dương Triệu Vũ. Xin mời. Hôm nay mấy con làm cho chú Vũ và cô Thu Trang rất là hạnh diện với cái nỗ lực, cái sự cố gắng và cái sự lạc quan trước khi con lên diễn. Không một đứa nào bị căng thẳng, không một đứa nào bị áp lực bởi mình phải thắng hay thua. Cuộc đời mình sẽ có những lúc mình làm tốt, có những lúc mình làm không tốt. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải giữ cái lửa đó, giữ cái đam mê đó, để mà mình sẽ đạt được cái ước mơ của mình. Bây giờ chú sẽ cho hai tấm vé cho hai cặp hoặc là một cặp tam mà chú cảm thấy là trong buổi hôm nay đã làm xuất sắc nhất. Chú Vũ và cô Thu Trang chắc chắn phải cho một cái cặp nhỏ nhắn này, tại vì hôm nay hai đứa đã diễn quá xuất thần, hơn những gì mà chú tưởng tượng, làm cho toàn bộ những người trong khán phòng này phải rơi nước mắt và phải có nhiều cái cảm xúc rất là đặc biệt. Đức Vĩnh, Quỳnh Anh lên đây. Xin mời nghệ sĩ Thu Trang chia sẻ. Bữa nay ai cũng hay quá rồi, làm cho cô chú rất là khó xử. Thật sự rất là khó xử luôn. Các con cũng phải biết là chương trình chỉ cho mình chọn hai cặp vào thẳng thôi, nhưng mà vẫn còn có vòng sau. Cho nên các con cố gắng, nếu mà ai không được hai tấm vé vào thẳng thì cố gắng ở vòng sau mình hát hay hơn. Cái vé này thì cô với lại chú Vũ cũng trăn trở rất nhiều. Thì sẽ trao cho Cẩm Tú và anh Khôi.
Xin chúc mừng Cẩm Tú và anh Khôi. Xin chúc mừng các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 2, 3, 4. Thèm quá mẹ ơi, tô bún riêu cua đồng, rau muống xanh xanh trường năm nào mẹ nấu ăn. Con rất thích bài hát này tại vì nội dung của nó là nói về người mà đi từ ở trên thành phố làm khi làm việc thì nhớ về cái món ăn mà mẹ đã nấu cho mình ăn. Cái phần dàn dựng này thì nó rất là giống với cuộc sống hiện tại của con nhà mẹ. Khắc ghi trong lòng những câu ngọt. Bài bún riêu cua đồng này nó rất là hợp với con vì bài này là nó thuộc dòng nhạc dân ca, rất là hợp với con. Và bài bún riêu cua đồng bản thân nên một bài hát rất hay, dạt dào tình cảm, cộng thêm cái phần hò, cộng thêm cái phần ru, hò ru cải lương năm bộ đầu thì tôi nghĩ sẽ là một bài hát rất hay. Rào muống xanh buổi trưa còn hay, cơn mưa chiều mẹ lối đồng xa. Dầm mưa ướt bắt từng con cua. Mẹ hiền đã dạy con nghèo cho
Dạ cảm ơn chị Bảy. Chị Bảy đứng lại để em hỏi. Chị Bảy, cái nồi bún riêu này nó chín chưa vậy bởi gì? Dạ. Ây da, nóng quá. Em định là chị múc ra 6 tô cho 6 vị huấn luyện viên. Nãy giờ chị bắt cua cái ở dưới em thấy chóp miệng quá trời, nhất là nghệ sĩ Thu Trang. Cái điều như là chị đang muốn ăn cái tô bún riêu ở đây đó. Dạ cảm ơn chị Bảy rất nhiều nha. Rồi cảm ơn chị Bảy. Bây giờ đây thì giới thiệu Minh Thiện và Thiên Quý, hai chàng trai của chúng ta đã vừa đến với ca khúc Bún Riêu Cua Đồng. Hai con hát xong ca khúc này thì thấy thế nào? Chia sẻ một chút cảm nhận đi. Dạ con thấy rất là nhớ mẹ, tại vì mẹ đã cực công làm ra những tô bún riêu như vậy. Nói mà cũng như hát vậy đó. Thế còn Thiên Quý thì sao? Dạ con cũng thấy rất là nhớ mẹ, tại vì đi xa quê rất là nhớ món ăn của mẹ nấu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ Thu Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ nhận xét về tiết mục này. Cái cách dàn dựng rất đơn giản, lại có thêm một chút chiêu trò đó là thả mấy con cua ra nữa, làm cho khán giả vừa thú vị lại vừa cuốn theo, lại vừa có nhiều cảm xúc, tại nó gợi nhớ đến những cái kỷ niệm lúc mà mình còn nhỏ ở quê. Cái đoạn đầu hai con hát nó chưa được tốt lắm, có thể là tại vì lúc đó còn căng thẳng, nhưng mà càng về sau càng chuẩn và càng tình cảm. Chú khen hai con và chú nghĩ hai con cũng là những đối thủ đáng gờm đây. Cô chỉ có một chút góp ý nhỏ là Thiện con hát mấy cái nốt thấp, con để ý chút xíu thôi. Tại vì hát dân ca thì hát từ nốt cao cho tới nốt thấp thì nó phải mượt, thì đi nó cái cảm xúc của nó liền lạc hơn vậy ha. Cô rất là thích giọng của hai đứa con. Cô hy vọng là tụi con mà được chọn vào vòng trong á thì tụi con tập luyện kỹ lưỡng hơn nữa ha. Cảm ơn tụi con. Dạ cảm ơn cô. Nhân đây thì em có một cái đề nghị nho nhỏ. Nghệ sĩ Thu Trang, thưa chị sống ở thành phố lâu năm rồi, em muốn chị trải nghiệm cái cảm giác bắt cua ở làng quê. Em có thể mời chị lên đây được không ạ? Dạ, xin mời chị lên tượng, đây. Tượng hai cháu đề nghị hậu đài cho xin cái rổ cua. Hai đứa con trai của tôi. Bây giờ dạy hai đứa con trai. Hồi nãy hai đứa con trai diễn với là một cái cô diễn viên múa, đúng không? Thì bây giờ diễn viên với cô Trang, diễn viên chuyên nghiệp luôn. Đó. Cô Trang sẽ đẩy cảm xúc cho các con nhiều khoan, hơn. Khoan. Em đề nghị là phải đóng vai bà mẹ mà phải phản diện cơ. Cái gì đó là bà mẹ à? Mà phải ác lên. Mẹ ghẻ. Mẹ ghẻ. Thôi nói nghe nè, tại vì cái này phải đóng vai mẹ hiền. Chứ đóng vai mẹ ghẻ là bắt con cua là bắt lặt tại chỗ luôn, ghê lắm. Phải đóng vai mẹ hiền thôi. Trời ơi. Mẹ hiền, mình không có sát sanh, mình không có lắc con cua ở đây. Mình chỉ mang vô trong, mình cầm dao mình chặt thôi. Bây giờ có hai cái phân đoạn chị Trang lưu ý nha. Đầu tiên là chị bắt cua, sau đoạn thứ hai chị bỏ cua vô trong nồi xong chị nêm nếm cho khán giả thấy. Dạ. Bây giờ khoan, trước khi mà mình bắt cua, mình xin giấu đôi dài với để đôi dài đây nó xấu. Dạ cho xin một nén nhạc à. Vâng, hai con diễn tốt nha. Dạ. Cua, diễn viên cua nữa. Phát hiện con cua. Ủa, sao nó nhỏ vậy? Ê, con cua bên đây kìa. Thèm quá mẹ ơi, tốt. Dạ, cảm ơn các anh. Dạ. À, quý vị ơi, quý vị ơi, chị Trang ơi, chị Trang xin lỗi, nhưng mà con cua nó có thù với chị. Không phải Khang, đừng nói như vậy. Tại vì anh thấy Thu Trang diễn với con cua mà cảm giác giống như Thu Trang diễn với con của mình á. Trời ơi, con ơi, con đây sao? Ôi, mẹ thương con quá. Lần đầu tiên bà mẹ bắt cua. Không, cái kiểu diễn của em giống như là trời ơi con tôi, con ơi con, em con xin lỗi nhưng mà xin lỗi hai anh chị nhưng mà em xin phép tí xíu thôi, có đề nghị nhỏ thôi. Bây giờ cái ca khúc này nó nói về cái người mẹ bắt cua, nhưng em xin phép làm cho cả hai vợ chồng bắt cua luôn. Tức là ông bố và bà mẹ sẽ đi ra đồng bắt cua cho con của mình. Ngay cái hình ảnh vừa rồi thằng bé con anh hát lên cái câu đẹp quá, mẹ ơi là muốn xỉu. Tưởng tượng ơi, Thu Trang diễn cái đó mà con anh, trời ơi, nó vẫn tự tin đẹp quá mẹ ơi. Đi về. Thì hát xong rồi nó cười luôn, nó hết hát được rồi. Bởi vì sai trái thì là sai trái khi nhờ Thu Trang lên. Chị Thu Trang, chị sẽ được đưa vô hình ảnh những người mẹ bắt cua đẹp nhất thế kỷ. Và bây giờ xin mời gia đình của
chúng ta. À, với cái tiết mục này á, thì hai con làm rất là dễ thương. À, mình không có làm quá nhiều về cái phần màu sắc hay là chiêu trò gì cả. Chỉ muốn lên mang lên sân khấu hình ảnh gì đó nó rất là thật. Bằng cách là mình thả những con cua này ra để con có thêm cảm xúc thật và con diễn với lại cái người mẹ của mình. Và hai con làm cái chuyện này chú thấy rất là thoải mái, tự tin. Chứ không có cảm giác là bị cái con đang cố diễn hay là con đang cố phải làm theo yêu cầu của các cô chú. Minh Thiện, con bước ra một cái, cô nhìn cô tưởng chú Quang Lê bị thu nhỏ lại, rất là dễ thương, vô cùng dễ thương. Một hình ảnh rất là dễ thương, và khi con cất giọng hát lên, cô thấy trong cái giọng hát con, cái chất giọng của con rất là thích hợp và rất là phù hợp hát dòng nhạc quê hương. Và con hát rất là ngọt ngào. Chỉ có đúng là cô Trang nói rất là đúng là con phải học lại cái nốt thấp của con. Đúng là con nít thì cái nốt thấp nó sẽ bị xỉn đi rất là nhiều. Con sẽ là một trong những giọng hát, hát dòng nhạc quê hương tương lai rất là tốt. Con phải ráng tập cái nốt thấp thôi là rất là tốt cho con sau này. Thiên Quý có một cái chất giọng rất là tốt và sáng ăn microphone. Nhưng cô có một cái lời khuyên nhỏ nhỏ cho Thiên Quý học thêm. Đó là Thiên Quý khi mà mình hát, mình bỏ cái tình cảm mình trong cái bài hát nhiều hơn một tí xíu, thứ nhất. Thứ hai nữa là cái cách phát âm mình nghe sao cho nó rõ và nó ngọt ngào hơn một chút xíu trong cái cách mình hát, cái cách mình xử lý cái bài hát. Nhưng mà cái chất giọng cũng là một phần rất quan trọng đối với một người ca sĩ. Thì cô nghĩ rằng nếu con cố gắng luyện tập nữa thì con cũng sẽ rất tốt trong tương lai. Chúc mừng hai con trong tiết mục vừa rồi. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn hai bạn. Hai bạn đã mang đến một cái cảm xúc rất tuyệt vời cho cái khúc bún riêu cua đồng này. Hai bạn đập tay nhau một cái để chúc mừng hay là ôm nhau một cái nữa, bởi vì mình đã hoàn thành rất tốt nè. Yeah. Rồi, một tràng pháo tay cho hai bạn nhí của chúng ta đã thể hiện rất tốt ca khúc bún riêu cua đồng. Cảm ơn hai bạn. Vòng này là con chuẩn bị bài hát Chiều Lên Bản Thượng. Đây là một bài hát đã có rất là lâu đời. Nhiều khi là cả hai bé cộng lại là cái tuổi đời cũng chưa bằng cái bài hát nữa. Nhưng nó sẽ hợp với cái chất giọng của Tuyền với Băng ở cái chất giọng là dân ca trữ tình. Đội này chọn bài hát, đây là một sự lựa chọn thông minh vì Chiều Lên Bản Thượng là một bài hát rất ít cuộc thi hát hát nào chọn. Chú Quỳnh Vi nhắc nhở với Băng là phát âm còn tiếng Nam quá. Và trong quá trình tập thì khó nhất ở hai tụi con là phải hát cười và múa. Chú Minh Vi nói con còn hơi rụt rè. Như vậy là về nhà con sẽ cố gắng tập phối hợp với chị Tiền để mình không còn rụt rè nữa. Quý vị khán giả hãy chờ đợi tiết mục của tụi con nhé.
và Bích Tuyền. Đây là hai gương mặt mà chắc chắn là quý vị vẫn còn nhớ ở tập phát sóng đầu tiên thì đã chinh phục quý vị với ca khúc Phải Lòng Con Gái Bến Tre, với một ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca. Còn bây giờ thì hai cô gái của chúng ta hóa thân thành hai cô sơn nữ trong ca khúc Chiều Lên Bản Thượng. Và không ngờ là trong phần biểu diễn này thì già làng rất vui khi được đón nhận hai thành viên mới của chúng ta đã minh họa cho tiết mục này. Xin được giới thiệu hai thành viên, đó là Dương Triệu Vũ và Thu Trang. Trời, múa không thua gì vũ công chuyên nghiệp ở trên đây. Lúc đầu là đúng là có sai, nhưng mà lúc sau là có chỉnh lại. Lúc sau là có khoe cơ bắp. Rõ ràng. Vâng. Lúc sau có giả gạo. Lúc sau có giả gạo nữa. Thiếu cái cầu mưa nữa là bản làng của mình là hạnh phúc rồi. Hai đứa mình lầy quá bà. Già làng rất vui đều điều này. Tuyền ơi, con lên sân khấu con đẹp lắm. Bởi vậy con cứ tự tin lên, con hiểu không? Tại vì con hát, con mắt con cứ dòm ở dưới đất không à. Mắt của mình đẹp lắm. Mình phải nhìn thẳng để cho khán giả, rồi mọi người nhìn vô ánh mắt của mình thì mình mới truyền tải được những cái gì mà mình muốn để cho mọi người hiểu về mình á. Người ta hay nói là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn á con. Cho nên là con đừng có nhìn xuống đất hoài vậy nghe con. Cái đó là một cái chuyện nhỏ xíu thôi mà cô nghĩ là con sẽ làm được. Bài hát này thì hai đứa con rất là dễ thương, rất là đáng yêu, hát đúng cao độ. Nhưng mà để mà bật lên được một cái gì cho nó ấn tượng á, thì cô chưa nhìn thấy. Coi như là đoạn A qua đoạn B nó cũng giống như nhau vậy thôi. Nó ta da đi đi da ta đi da da ta da da đi da ta da da da, hiểu không? Có nghĩa là cô muốn nhìn thấy một cái gì đó nó nhấn mạnh hơn trong cái cách diễn của tụi con, hoặc là trong cái cách tụi con hát, hoặc là trong cái cách dàn dựng. Em không đồng ý, tại cái bài nó vậy thôi, bây giờ làm sao nữa, chẳng lẽ có vấn đề gì vừa sao được, cái bài nó chỉ vậy thôi mà. Không biết đâu, cái đó là cách hay anh. Có vấn đề gì vừa
quá bao rồi. Vũ ơi, Vũ, Vũ ở đây là bản thượng, còn cái mà em hú cái là em vô rừng rậm Amazon rồi. Đúng rồi. Bên đó là cái này hai đứa con đội nào mà sao huấn luyện viên bên kia bất chấp quá vậy? Không, tại vì bên kia nhiều khi cũng có cái ý kiến riêng của mình vậy thôi. Mời cô Đăng Trang tiếp lời. Thì cái cô nghĩ là như vậy thôi, ý là cái ý kiến riêng của cô là như vậy. Cô muốn thấy một cái gì đó nó phải đem lại một cái cảm giác nó phải nhấn hơn đó. Mạnh mẽ hơn đúng không? À, có thể là như vậy, hoặc là nó phải có một cái chuyển âm nhạc hay như thế nào đó, nó sẽ khác biệt hơn giữa đoạn A với đoạn D để người ta có thể nhớ, có một chút xíu gì đó nhớ về cái bài của mình hơn. Cô hiểu ý của cô Đoan Trang nói về cái cách con xử lý bài hát vừa rồi. Ý của cô Trang á là tụi con hát nảy lên một chút xíu, tại vì tụi con hát nó hơi bị đều. Cái thần thái á, tụi con chưa có được hoàn thiện lắm trong cái bài hát này. Cho nên ý của cô Trang nói với góp ý với các con là như vậy. Nhưng mà tụi con đã hát rất là chuẩn nhịp, rất là độ cao, độ thấp, rất là đều đặn với nhau. Điều đó cô rất là khen hai con. Đó là những gì cô góp ý cho hai con thôi. Cảm ơn hai con rất là nhiều trong tiết mục vừa rồi. Cảm ơn ca sĩ Minh Tuyết đã góp ý và tin chắc là hai bé sẽ hoàn thiện mình hơn. Cũng chia sẻ một chút cái này là Nguyên Khang cảm nhận thôi, tại vì cũng khó cho các bé là đã từ chuyển từ cái dòng nhạc dân ca vốn là phải đúng luyến rồi, lấy rất là nhiều, cho nên khi chuyển qua cái dòng nhạc mà hát theo cái kiểu nãy như vậy thì các bé cũng chưa có quen lắm. Thì cả hai con tặng câu cho cô Minh Tuyết đi rồi, cổ về nước ngoài cổ còn nhớ được cái giọng hát của hai con hen. Bầu sang pha rạch miêu, qua lẻo đẻo theo sau, đôi bóng trăng trên đầu, hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiến, da bộ vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lộng hoa. Hai con phải cảm ơn chú Khang, vì không phải là sau cái vòng này mà cô với chú Nghĩa quyết định liền đâu. Phải hội họp lại với cô Cẩm Ly để mà quyết định là đậu hay rớt. Lúc đó cô Cẩm Ly sẽ biết được rằng là cái đoạn đường tụi con đi như thế nào, tụi con hát ra làm sao. Mà bây giờ con hát như vậy thì cô lại có một cách nhìn khác về tụi con hơn nữa. Phải cảm ơn chú Khang. Cảm ơn chú Khang. Hai mình đập tay cái. Yeah, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và hy vọng là các bạn sẽ hoàn thiện mình hơn để ngày càng thành công nha. Cảm ơn Khánh Ba và cảm ơn Bích Tuyền. Cảm ơn hai bạn. Hết hồn à. Hôm nay hai chị diễn có tốt không nè? Hôm nay hai chị thi cũng tốt, nhưng vẫn còn một vài góp ý của các huấn luyện viên góp ý về bài hát. Nhưng mà không sao đâu, bởi vì người Tây Nguyên lúc nào cũng vui vẻ hết á. Vậy thì khi vui vẻ á, người Tây Nguyên sẽ múa như thế nào nè? Các chị có thể múa cho Bảo Ngọc xem được không? Được chứ, để hai chị múa nha. Wow, các chị múa rất là đẹp và Bảo Ngọc chúc các chị sẽ thành công nha. Ở đây, một bài hát mới được kết hợp giữa Ngọc Nhi và Cát Viên. Đó là một bài hát về mẹ. Tú cần một cái sự nhẹ nhàng, tình cảm của Cát Viên cộng với một cái sự bùng cháy, giống như là cả hai đứa con ít gửi lời tâm sự tới mẹ. Con mượn lời hát để con nói lên là tấm lòng của con như thế nào. Để con ở áo bao điều. Khi được bắt cặp với Nhi, con thấy là Nhi rất là đáng yêu và em hát cũng hay. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên mẹ yêu ơi, con yêu mẹ. Hai người kết hợp với nhau khi con thấy là hai giọng rất là ăn ý. Chị Viên thì giọng cũng rất là mạnh
Con rất tự tin khi thể hiện vòng thi này. Mọi người ủng hộ cho tụi con nha. Yeah. Con luôn thấu hiểu.
cảm giác như thế nào chứ Nguyên Hàng? Thấy hai cô gái này đứng trên sân khấu hát ca khúc Mẹ mà lòng đầy thổn thức. Dương Triệu Vũ có rơi nước mắt không? Có cảm thấy xúc động không? Vũ không rơi nước mắt, tại hồi nãy Vũ rơi hết nước mắt rồi. Nhưng mà hồi nãy hai con hát rất là hay. Nhất là những cái đoạn cao đó, chú không ngờ hai con hát cao đến như vậy và rất là chắc. Đây là một bài không phải dễ hát, phải có cái chiều sâu. Mà hai con mới 9, 10 tuổi thôi mà lại có thể hát được cái trải nghiệm của một người mà đã về cái tuổi trưởng thành rồi mà nhớ đến mẹ mình, mới biết được mẹ mình đã cực khổ như thế nào để mà lo lắng cho mình. Thì hai con đã làm rất tốt. Đúng là một bài hát về mẹ nhưng mà rất là khó hát bởi vì âm vực rất là rộng, những cái nốt cao treo ở trên rất là nhiều. Nhi là cái bạn mà cô giành giật quá chừng rồi tốn đồ vật chất đồ mà không về đội của cô phải không? Xong rồi con thích ăn sô-cô-la lắm, con thương cô lắm nhưng con về đội cô Cẩm Ly phải không? Thiếu, thiếu chị Trang, thiếu. Thích sô-cô-la, thích chơi siêu nhân nữa. Thích chơi siêu nhân coi như là con phải hại cả hai đội một lúc. Rồi tóm lại là giọng con ngày hôm nay hát rất là nổi trội, rất là tốt. Các viên con phải để ý lại những cái luyến của con, phải tiết chế lại cái luyến của con, nhất là nguyên một cái đoạn đầu. Thì không phải lúc nào bài hát mà ngọt ngào mình cũng phải luyến thì mới nghe tình cảm, không phải vậy. Đôi khi luyến mà nó không hợp lý thì nó sẽ không có đem lại cái hiệu quả. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Ở tiết mục này thì cho phép Nguyên Khang mời anh Đại Nghĩa nói trước. Em thấy anh hiền quá. Em thấy nó không đúng với tính cách của anh lắm. Xin phép anh Khai khẩu. Kế phép mà tôi rẹt. Khai khẩu rồi đó. Chú cảm thấy rằng là cái sự mà tranh giành của chú với tất cả các huấn luyện viên khác ở cái vòng loại á, nó hoàn toàn xứng đáng với những công sức mà chú đã bỏ ra. Bởi vì hai con đã không phụ lòng mong mỏi của chú Nghĩa với cô Ly, và hôm nay là gây một cái điều bất ngờ cho cô Minh Tuyết. Mà ở đây chú không có muốn dàn dựng cái gì nhiều hết trơn á, chỉ hai cô bé áo trắng và cầm một cái hoa sen trên người thôi, rồi xung quanh là một cái làn khói trắng mờ ảo để cho hai con hoàn toàn hòa nhập vào trong cái ca khúc đó, và chính cái cảm xúc của hai con nó sẽ tự động nó lan truyền đến tất cả mọi người. Và với cái giọng hát tuyệt vời của hai con nữa, chúng ta không cần làm màu nhiều, chỉ cần cái đó thôi cũng đã chạm được vào trái tim của người nghe rồi. Những cái khiếm khuyết nào đó của các viên nếu như còn có ở cô Đoan Trang vừa mới góp ý cho con, thì cái điều đó chúng ta sẽ từ từ khắc phục, bởi vì cái quá trình của chúng ta còn rất là dài. Mà cái điều quan trọng là các con có được ở cái cảm xúc khi các con trình bày bài hát của mình. Mà trên sân khấu, người nghệ sĩ đôi khi cái kỹ thuật nó là quan trọng, nhưng mà đôi khi cái cảm xúc nó lại là quan trọng hơn nữa. Nó đi vào trái tim người nghe bằng cảm xúc, chứ không hẳn chỉ là bằng kỹ thuật. Mà các con đã có kỹ thuật rồi mà có thêm cảm xúc nữa thì điều đó là quá tuyệt vời, và là một cái niềm hạnh phúc cho chú, cô Cẩm Ly hoặc là cô Minh Tuyết ở đây. Cảm ơn các con rất nhiều về cái điều này. Nhìn hai con, cô thấy từ cái khuôn mặt cho tới cái vóc dáng sao giống Minh Tuyết Cẩm Ly. Ai là Minh Tuyết, ai là Cẩm Ly? Chắc là Cẩm Ly bên đây và Minh Tuyết bên này. Chúc mừng hai con. Rồi, xin được cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn hai bạn. Mình chào hai bạn. Wow, hôm nay hai bạn mặc hai chiếc đầm xinh xắn và cầm thêm hai cái bông hoa rất là dễ thương. Hai bạn có thể chia sẻ cho Bảo Ngọc biết vì sao hai bạn hát bài về mẹ tình cảm và hay như vậy? Khi hát bài này, mình luôn nhớ tới mẹ vì mẹ đã lo lắng cho mình và dành hết thời gian cho mình. Mẹ mình cũng vậy. Khi mình hát bài này, mình nhớ tới mẹ là mẹ luôn chăm lo cho mình, chở mình đi học là cũng như đi thi chương trình tuyệt đỉnh song ca nhí này. Nghe hai bạn chia sẻ về mẹ của hai bạn làm cho Bảo Ngọc nhớ tới mẹ của Bảo Ngọc lắm. À, để Bảo Ngọc đoán nè, hai bạn dành hai cái bông hoa này để dành tặng cho mẹ đúng không? Đúng rồi. Bởi vì khi mà mình được ai dành tặng cho mình một bông hoa thì mình sẽ dành bông hoa đó dành cho mẹ. Và bây giờ hai bạn sẽ đi ra ngoài kia và ôm mẹ thật chặt và tặng bông hoa này nha. Khi con hát chung với em, con thấy Quỳnh Thi rất là dễ thương, hát hay mà giọng rất là khỏe nữa. Không có liếc xung quanh nha, hát luôn. Chị Vui Vi rất hát là hay và khỏe. Lúc mà chị hát lên cao thì chị hát rất là ngọt ngào. Con học hỏi những điều mà con chưa từng học là chị chỉ con là mấy chữ luyến mà con
chưa có biết và chỉ ngóc lên cao. Vòng này các huấn luyện viên chọn cho con bài hát Ngọn Lửa Lên Em, con rất là thích tại vì bài này có những âm vực cao mà con rất là thích hát cao. Với lại bài này có những chỗ luyến con rất là thích nên là con rất là thích bài này. Ánh trăng sáng vừa đưa ta vào chân đến núi sương xanh. Cái bài Ngọn Lửa Lên Em là một bài hát hay, thì đúng là cần là chất to khỏe nên bài hát Ngọn Lửa Lên Em sẽ là một sự lựa chọn thông minh. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nổi Lửa Lên Em với phần biểu diễn của hai chiến binh đội huấn luyện viên Đại Nghĩa, Minh Tuyết, Cẩm Ly. Bây giờ thì Quy Khai xin phép mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ trước. Các con đang đóng vai gì khi mặc bộ đồ này, các con biết không? Các con là ai?
Dạ con, các con là người nấu đồ ăn cho mấy chú đánh giặc ăn. Đúng rồi, chính xác. Đó, hồi xưa đó, khi mà thanh niên mà cái thời chiến tranh á, mà đi chiến đấu á, thì ai cũng thích xông ra mặt trận, chứ không có ai chịu ở nhà nấu ăn hết. Cho nên có một loạt bài hát để ca ngợi những cái người mà lo cho sức khỏe của đoàn quân là phải nấu ăn, có bài Nổi Lửa Lên Em. Tụi con hát và hiểu bài hát là tốt rồi. Còn con hát bài này nó mang một cái tinh thần rất là lớn, mà sau này các con đã hiểu là cái sự vui vẻ hay còn gọi là lạc quan, mà trong khi con học lớn lên sẽ nói là lạc quan cách mạng đó. Khi mình chiến đấu nó rất là gian khổ, nhưng mà nếu thiếu cái sự lạc quan vui vẻ đó thì mình sẽ bị không có đủ cái năng lượng để mình chiến đấu, mà u buồn đó thì chắc chắn là sẽ thua. Cho nên tụi con đang rất là thắng, để khi huấn luyện viên đã rất là tinh tế để cho tụi con một bài mà tụi con tung tăng, mà các chú, các bác, các cô đã từng chiến đấu lại vô cùng yêu, cảm thấy xúc động và cảm thấy thế hệ mới bây giờ làm quá tuyệt vời. Giống như là chú Bạch nói với tụi con á, là cái tinh thần của con rất là lạc quan trong cái bài hát này luôn. Mà nếu như mà đoàn quân mà có tụi con làm hậu cần á, chắc là đi đến đâu thắng đến đó đó. Rồi bây giờ chúng tôi xin mời nghệ sĩ Đại Nghĩa chia sẻ về hai cô nhóc tì nhỏ xíu của chúng ta mà hát khỏe quá khỏe. Đây là hai chị nuôi, nấu cơm nuôi các anh chiến sĩ, nuôi khéo quá mà. Mà cái tinh thần các con dễ thương, vui vẻ, sôi nổi. Cái điều mà chú thích đây á là hai con ra sân khấu lúc nào cũng tươi tắn, nó rất là phù hợp với cái bài hát này. Các con cứ cười, bạn bên đây hát thì cứ hát, bên đây mình cứ cười. Đó, rồi tới khi mình hát thì mình cầm micro lên mình hát thì bạn bên kia bắn cười. Đó, hai con nó dễ thương ghê lắm luôn á. Chú không nghĩ rằng là hai con làm hai cái chị nuôi mà nó đáng yêu đến như vậy. Đó, mà cái đoàn quân phía sau nó cũng thấy thương nữa. Mà chính vì cái điều đó nó làm cho cái tiết mục này của chúng ta nó thu hút mọi người. Đúng là như cái bài Nổi Lửa Lên Em đó. Đó, thì cái bài này nó nổi lửa, nó đốt cháy tất cả mọi người ở đây bởi cái sự hồn nhiên dễ thương của các con. Mặc dù có thể là ở cái tuổi của các con á, các con chưa có hiểu rõ lắm về cái công việc của những cái cô chú ngày xưa khi mà đi ra trận là phải như thế nào, và những cái người anh nuôi hay là chị nuôi ở lại hậu phương, ở trong bếp thì sẽ phải làm gì, cái trách nhiệm của họ ra làm sao. Nhưng mà chính cái sự hồn nhiên của các con đưa vào trong cái tiết mục này làm cho mọi người nhìn vào cái công việc này, ôi mấy anh chị nuôi ngày xưa đáng yêu quá. Nhất là những cái bạn nhỏ mà trạc tuổi của con á, khi xem tiết mục này của con thì sẽ thấy yêu, thấy quý.